Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Bách Xuyên. Tập 129. Mau kiểm tra đan điền của San San đi, bị thương rồi. Lưu Tích Kỳ không chút khách khí nói với Dương Bách Xuyên, vì hắn ta biết y thuật của Dương Bách Xuyên cao siêu cỡ nào, có lẽ chỉ mình Dương Bách Xuyên mới cứu được vợ của hắn ta. Đừng lo, vết thương của San San không khó giải quyết đâu, để ta chữa trị cho muội ấy. Dương Bách Xuyên mỉm cười với Lưu Tích Kỳ, huynh đệ với nhau không cần nói mấy lời khách sáo làm gì, chỉ cần một ánh mắt vài câu nói là đủ để đối phương cảm nhận được tình cảm ẩn bên trong rồi. Vừa nói, Dương Bách Xuyên vừa bắt tay vào chữa trị cho muội muội Dương San San còn đang hôn mê. Hắn là đàn ông con trai, cũng là trụ cột tinh thần của Vân Môn, bao gồm cả Lưu Tích Kỳ. Không ngoa khi nói hắn là trụ cột của tất cả mọi người, thế nên hắn không dám để lộ biểu cảm lo lắng ra mặt. Chẳng lẽ vết thương của muội muội Dương San San thật sự không quá nghiêm trọng hả? Không hề. Chỉ là Dương Bách Xuyên không muốn khiến Lưu Tích Kỳ phải lo lắng nên mới nói vậy thôi. Ở tu chân giới, đan điền chính là nền tảng của tu luyện, giờ đan điền xảy ra vấn đề, sao có thể không nặng chứ? Thật ra, Dương Bách Xuyên đã sớm sử dụng thần thức kiểm tra tình trạng vết thương của Dương San San một lần, mặc dù trong lòng rất sốt ruột. Nhưng vẫn phải giải quyết xong sát thủ vương rồi mới có thể yên tâm chữa thương cho nàng ấy. Trên thực tế, vết thương của Dương San San cực kỳ nặng, những thương tổn bên ngoài chỉ cần một giọt nước sinh mệnh là đủ, vấn đề khó giải quyết nhất nằm ở đan điền. Đan điền của nàng ấy đã chịu tổn thương nặng nề, xuất hiện chi chít vết rạn nứt, gần như đang đứng bên bờ vực vỡ nát. Nếu không chữa trị không tốt, nhẹ thì tu vi lùi bước, nặng thì đan điền hoàn toàn hư hại. Từ nay về sau chỉ còn là một người bình thường. Và đó không phải tương lai mà Dương Bách Xuyên và Lưu Tích Kỳ muốn thấy, trở thành người bình thường tương đương với tuổi thọ có hạn, cuối cùng vẫn sẽ đi tới hồi kết. Đến lúc đó, tất cả bọn họ đều sống hơn mấy chục ngàn năm, thậm chí là phi thăng lên tiên giới, trở thành tiên bất tử, chẳng lẽ lại nhẫn tâm nhìn muội muội Dương San San làm một người bình thường, sống mấy trăm năm rồi trở về với bụi đất. Tương lai đó Dương Bách Xuyên không thể nào chấp nhận nổi. Vấn đề là vết thương ở đan điền đã vượt quá y thuật của hắn, điều hắn có thể làm bây giờ là cố hết sức ổn định đan điền của muội muội, không để các vết nứt tiếp tục lan rộng. Sau đó hắn tìm cách giải quyết triệt để sau. Sau 3 ngày trời cố gắng, Dương Bách Xuyên mới mệt mỏi dừng tay. Hắn đã sử dụng tất cả vốn liếng hiện có để củng cố đan điền cho muội muội, nhưng lại chẳng làm gì được những vết rạn bên trên. Xuyên tử, sao rồi? Lưu Tích Kỳ thấy Dương Bách Xuyên thu tay lại thì vội vàng lao tới bên cạnh, lo lắng hỏi thăm. Đối diện với Lưu Tích Kỳ, tất nhiên Dương Bách Xuyên sẽ không nói thật. Nếu nói thật, với sự hiểu biết của hắn về Lưu Tích Kỳ, hắn ta sợ là sẽ càng thêm tự trách. Thế là Dương Bách Xuyên thoáng cúi mặt, che đi vẻ lo lắng, chờ tới khi hắn ngẩng đầu lên nhìn Lưu Tích Kỳ, trên mặt đã hiển hiện nụ cười tươi tắn, có ta ở đây thì sao có chuyện được, tất nhiên là không sao rồi. Chỉ là San San cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, không thể chuyển vận công pháp, mong ngươi nhớ kỹ điều này. Sau khi giải quyết xong chuyện lần này, ta sẽ nghĩ cách để San San khôi phục hoàn toàn. Phù, cảm xúc lo lắng cho người vợ Dương San San của Lưu Tích Kỳ dịu xuống, thế nên không hề chú ý đến nụ cười sượng cứng của Dương Bách Xuyên. Hắn ta như chút bỏ được gánh nặng, thoải mái cười bảo, ta biết không có chuyện gì mà thằng nhóc nhà ngươi không giải quyết được mà. Tất nhiên rồi, Dương Bách Xuyên cũng mỉm cười đáp lại. Đúng lúc này, Dương San San mơ màng tỉnh lại, tuy đan điền bị tổn thương nghiêm trọng, nhưng đó cũng không phải vết thương chí mạng. Dương Bách Xuyên đã chữa khỏi toàn bộ nội cũng như ngoại thương của nàng ấy, cộng thêm sức sống mãnh liệt ẩn trong nước sinh mệnh, chuyện Dương San San là điều hiển nhiên. Ca. Dương Bách Xuyên quay đầu, khi thấy muội muội mở mắt thì vội vàng ngồi xổm xuống, đỡ nàng ấy lên, nha đầu. Ca. Hu hu, cuối cùng muội cũng nhìn thấy ca rồi. Sau đó lại là cảnh người nhà gặp lại nhau đầy cảm động. Dương Bách Xuyên thầm cảm khái trong lòng, lặng lẽ thề rằng nhất định sẽ tìm được cách chữa trị đan điền, để muội muội khôi phục lại như ban đầu. Hắn chỉ có đúng một người muội muội này, không thể nào để nàng ấy từ nay về sau chỉ có thể sống kiếp phàm nhân được. Tốt lắm, giờ muội vẫn chưa khỏe hẳn đâu, đừng quá kích động, ta sẽ đưa hai người vào không gian trong bình càn khôn. Xử lý xong chuyện ở đây ta sẽ dẫn mọi người trở về Vân Môn tiên cảnh, giờ chỉ còn thiếu mấy người các muội nữa thôi đó. Dạ, Dương San San được gặp lại ca ca thì vui mừng khôn xiết. Dương Bách Xuyên lập tức vung tay,
đưa Lưu Tích Kỳ và Dương San San vào không gian trong bình càn khôn, lại quay sang nhìn Tử Hoàng, sau đó cũng thu nàng ta vào luôn. Bấy giờ, Khổng Tước tiến lên phía trước, hỏi, tướng công, giờ chúng ta làm gì tiếp đây? Nụ cười trên mặt Dương Bách Xuyên biến mất, nhìn về phía chân trời, gần từng tiếng lạnh lùng, theo ta đi san bằng U Linh Chi Đô. Cả thánh địa U Linh Chi Đô lẫn tổ chức sát thủ U Linh đều là người một nhà. Mấy thế lực lớn ở tu chân giới đều biết rõ, nhưng không có chứng cứ chứng minh tổ chức sát thủ U Linh tiếng xấu đẩy mình thuộc U Linh Chi Đô. Lần này con trồn, Tử Hoàng và em gái Dương San San bị thương nặng như vậy, Dương Bách Xuyên phải tính sổ món nợ này. Hôm nay nợ cũ nợ mới tính luôn một lượt. Trước đây hắn không có thực lực và thế lực, hiện tại vân môn tiên cảnh đã có thành tựu, không còn sợ bất kỳ kẻ nào hay thế lực nào. Lúc trước có đảo tán tiên, tạm thời Dương Bách Xuyên còn e sợ vài phần, nhưng bây giờ hắn không muốn băn khoăn gì nữa. Cao thủ trên đảo tán tiên muốn ra ngoài không phải chuyện dễ, và lại hôm nay con trồn và em gái Dương San San bị thương nặng đã triệt để khiến Dương Bách Xuyên nổi giận. Về phần thông tiên cung, Dương Bách Xuyên không quan tâm. Sao cũng được, nếu ngay cả người thân của mình cũng không bảo vệ được, họ bị bắt nạt cũng không dám nói gì, cứ băn khoăn thiệt hơn, vậy thì hắn còn tu chân cái quái gì? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chẳng thà làm người phàm còn hơn. Vì vậy hôm nay hắn siêu hồn sát thủ vương nhằm chuẩn bị tiêu diệt thánh địa U Linh Chi Đô, tiêu diệt tổ chức sát thủ U Linh nổi tiếng xấu xa. Đây cũng là chuyện năm xưa sư phụ giao cho hắn, yêu cầu hắn thực hiện. Sư phụ nói sau này có thực lực thì phải nhổ tận gốc U Linh. Hiện tại Dương Bách Xuyên biết mình đã có thực lực. Không chỉ có thực lực của bản thân, mà các đại yêu phía sau hắn và đám người khoáng tùy phong, lôi lão hổ gia nhập vân môn tiên cảnh về sau cũng được xem là thực lực của hắn. Trong ký ức siêu hồn của sát thủ vương, Dương Bách Xuyên biết được địa điểm chính xác của U Linh Chi Đô. Đúng như sư phụ nói, tổ chức sát thủ U Linh nằm ngay trong thánh địa U Linh Chi Đô, trên chủ phòng ở Hậu Sơn. Vừa hay tiêu diệt tận gốc bọn họ. Dương Bách Xuyên ra lệnh, tất nhiên các đại yêu bên cạnh sẽ không phản đối. Tất cả đều từ Thái Hoang Tinh Hải theo Dương Bách Xuyên ra ngoài, ai cũng từng uống nước sinh mệnh, cho dù không có nước sinh mệnh thì bọn họ cũng trung thành với Dương Bách Xuyên, tuyệt đối không hài lòng. Các đại yêu này đều biết rõ nếu không có Dương Bách Xuyên thì bọn họ chỉ có thể du rú trong dãy núi vạn yêu của Thái Hoang Tinh Hải làm yêu vương mà thôi. Mặc dù cuộc sống an nhàn, nhưng là một yêu tu theo đuổi đại đạo, ai mà chẳng hướng tới tiên giới chứ? Ai mà chẳng muốn trở thành yêu tiên một thời chứ? Và lại, các đại yêu trong Thái Hoang này đều là hậu duệ của yêu tiên trên tiên giới, chẳng qua là tổ tiên của bọn họ gặp kiếp nạn, khiến bọn họ sinh ra ở tu chân giới mà thôi. Trong cốt tủy của những đại yêu này có sự kiêu ngạo. Thật ra ai nấy đều hy vọng có thể đạt tới tầm cao của tiền bối, ít nhất là có thể trở thành yêu tiên tới tiên giới, nhìn xem nơi các tiền bối của bọn họ sinh sống rốt cuộc là nơi như thế nào. Bọn họ biết rằng nếu không có Dương Bách Xuyên thì không chừng cả đời này bọn họ sẽ bị nhốt trong Thái Hoang Tinh Hải, có ra khỏi Thái Hoang Tinh Hải cũng là vấn đề lớn, vẫn trở thành thiên tài địa bảo trong mắt tu sĩ nhân tộc. Đối với nhân tộc mà nói, Thái Hoang Tinh Hải là vườn sau để rèn luyện, đám đại yêu bọn họ là bàn đạp cho người ta thành đạo. Vì vậy ai nấy đều cam tâm tình nguyện theo Dương Bách Xuyên ra khỏi Thái Hoang Tinh Hải. Nhất là sau khi Dương Bách Xuyên thành lập vân môn, bọn họ đã trở thành một phần tử của vân môn tiên cảnh. Vân môn tiên cảnh trở thành tông môn thánh địa, bọn họ đi ra ngoài cũng nhận được sự kính trọng của tông môn nhân tộc lớn mạnh. Bây giờ nghe thấy thánh chủ muốn đi san bằng U Linh Chi Đô, các đại yêu từng theo Dương Bách Xuyên đi tiêu diệt thánh địa vạn linh chẳng những không sợ mà trái lại còn nóng lòng muốn thử. Bởi vì sau khi lập công sẽ có thưởng, ví dụ như đan dược của vân môn. Đối với các yêu tu trời sinh khuyết thiếu về mặt đan dược mà nói, đan dược ngon hơn bất cứ thứ gì, điều quan trọng là còn có thể tăng cường thực lực, bọn họ thật sự rất yêu thích. Và lại tấn công một thánh địa cũng thu được rất nhiều lợi lộc, các đại yêu đều rất hưng phấn. Chỉ ước gì Dương Bách Xuyên dẫn bọn họ chinh chiến khắp nơi, thậm chí san bằng tất cả các tông môn ở tu chân giới. Về phần các tu sĩ nhân tộc về sau mới gia nhập vân môn, sau khi nghe Dương Bách Xuyên nói xong, có một số người mặt nhăn mày nhó. Ví dụ như đám người khoáng tùy phong, 9 người nhóm khoáng tùy phong khác với 9 người mộ mãn thiên, tuy bọn họ không xuất thân từ thánh địa nhưng xuất thân từ tông môn. Mặc dù bọn họ bị nhốt trong vô gian cốc mấy vạn năm,
tông môn của nhiều người trong số bọn họ đã trở thành lịch sử từ lâu, hoặc là tông môn vẫn tồn tại nhưng đã mất liên lạc. Hơn nữa cả 9 người đều đã lập lời thề thiên đạo dưới sự uy hiếp của Dương Bách Xuyên, sau đó theo Dương Bách Xuyên tiến vào vân môn tiên cảnh. Nhưng có một số quan điểm đã ăn sâu vào xương cốt, nhất thời không thể thay đổi được. Ví dụ như trong lòng 9 người Khoáng Tùy Phong, Thánh Địa là thế lực siêu nhiên đứng đầu tu chân giới, không thể chọc vào, nội tình vô cùng thâm hậu. Trong trải nghiệm của bọn họ, có vô số lần bọn họ đã mắt thấy tai nghe Thánh Địa tu chân giới tiêu diệt các thế lực khác, không một thế lực nào có thể đối kháng với Thánh Địa. Điều quan trọng nhất là một người đã sống mấy vạn năm như Khoáng Tùy Phong biết một số tin tức bí mật về Thánh Địa, ông ta biết muốn tiêu diệt một Thánh Địa khó cỡ nào. Vì vậy, Khoáng Tùy Phong cảm thấy Dương Bách Xuyên điên rồi, ông ta cần phải nhắc nhở Dương Bách Xuyên. Thánh chủ, phải chăng không được ổn cho lắm? Khi Dương Bách Xuyên nói muốn san bằng Thánh Địa Vạn Linh, Khoáng Tùy Phong nhíu mày, do dự hồi lâu nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được nói ra. Có gì không ổn? Dương Bách Xuyên nhíu mày hỏi. Khoáng Tùy Phong thoáng trầm ngâm, dù sao U Linh Chi Đô cũng là Thánh Địa nổi tiếng có truyền thừa lâu đời, chúng ta đến tấn công e là sẽ gây ra đại loạn, xin Thánh Chủ hãy nghĩ lại. Nghe Khoáng Tùy Phong nói vậy, Dương Bách Xuyên tưởng là mấy lão già này sợ phiền phức. Sắc mặt lập tức tối sầm. Hắn chậm rãi cất lời, ta đã tiêu diệt một Thánh Địa Vạn Linh, lẽ nào không diệt được một U Linh Chi Đô? Khoáng trưởng lão, nếu ngươi sợ phiền phức thì không đi cũng được, Dương Mỗ không ép. Thật ra câu này khá nặng lời. Khoáng Tùy Phong nghe xong cũng cười khổ, ta nghĩ Thánh Chủ đã hiểu lầm ta rồi. Đám người Khoáng Mỗ có thể sống sót ra khỏi Vô Gian Cốc là nhờ ơn Thánh Chủ, mặc dù trước đây chúng ta theo ngươi gia nhập vân môn tiên cảnh là do bị Thánh Chủ ép. Nhưng chúng ta đã lập lời thề thiên đạo. Dù nói thế nào đi chăng nữa, chúng ta đã là người của vân môn. Cho dù không có các yếu tố khác thì cũng có sự ràng buộc của lời thề thiên đạo, hiện tại chúng ta đã trở thành một phần tử của vân môn tiên cảnh, điểm xuất phát đều là nghĩ cho nền tảng của tông môn. Không phải ta sợ, mà là ta biết một số chuyện, không muốn vân môn tiên cảnh chúng ta bị tổn thất, chứ tuyệt đối không có lòng riêng. Xin Thánh Chủ minh giám. Khoáng Tùy Phong nói rất thản nhiên. Điều này lại khiến Dương Bách Xuyên hơi mất tự nhiên. Ngẫm lại thấy cũng phải, đám người Khoáng Tùy Phong có ràng buộc của lời thề thiên đạo nên không dám làm trái mệnh lệnh của hắn. Người ta nói là nghĩ cho nền tảng của vân môn, mà Dương Bách Xuyên cũng biết là đám người Khoáng Tùy Phong đã sống rất lâu, có lẽ họ biết nhiều nội tình của mấy thánh địa lớn ở tu chân giới hơn hắn. Hoặc là mấy thánh địa lớn ở tu chân giới còn có chuyện gì đó mà hắn không biết hoặc là không đơn giản. Dương Bách Xuyên nhìn Khoáng Tùy Phong, biết là ông ta không nói dối. Hắn ngượng ngùng nói, xin lỗi Khoáng trưởng lão, tâm trạng ta không tốt nên bị cảm xúc lấn át, hy vọng ngươi không trách. Ngươi hiểu U Linh Chi Đô bao nhiêu, nói ra xem nào. Tên họ Dương nào đó biết rõ phải trái, nếu hắn sai thì sẽ lập tức nhận sai. Đám người Khoáng Tùy Phong nghe hắn nói vậy, trong lòng đã nguôi ngoai hơn nhiều. Một câu xin lỗi của Dương Bách Xuyên chứng minh hắn là người rộng lượng. Không phải hạng sĩ diện hão. Nhất là đi theo Dương Bách Xuyên, sau này bọn họ sẽ không bị thiệt thòi vì cái tính sĩ diện. Có lẽ Minh Chủ là kiểu người như Dương Bách Xuyên nhỉ? Khoáng Tùy Phong thầm nghĩ. Sau đó, nét mặt ông ta cũng dịu lại, thuộc hạ cũng có sai. Khoáng Tùy Phong đã sống rất lâu, tất nhiên cũng biết có biết rũi, biết nói gì trong trường hợp nào. Ngẫm lại thì thật ra ông ta cũng lỗ máng, rõ ràng là lúc nãy Dương Bách Xuyên đang nổi giận đùng đùng. Vậy mà ông ta lại không kiêng nể gì nói ra trước mặt mọi người, làm ảnh hưởng tới thể diện của Dương Bách Xuyên. Tuy nhiên ông ta cũng có tính toán của mình, không hề hối hận. Sau khi nói một câu bắc cầu xuống nước, Khoáng Tùy Phong hít sâu một hơi rồi nói tiếp, khởi bẩm Thánh Chủ, về 9 thánh địa lớn của tu chân giới, tạm thời không nói đến những cái khác, xét truyền thừa trên 5 vạn năm thì có 4 nhà, mà U Linh Chi Đô là một trong số đó. Còn lại là Thông Tiên Cung, Thiên Kiếm Sơn. Hoàng Triều Hiên Viên. 4 nhà này đều là thánh địa truyền thừa lâu đời. Chắc hẳn Thánh Chủ cũng biết Đảo Tán Tiên, đó là tồn tại siêu nhiên mà cả tu chân giới đều biết đến. Đằng sau mấy thánh địa lớn ở tu chân giới đều có quan hệ với Đảo Tán Tiên. Nhưng Đảo Tán Tiên có hạn chế rất lớn, cao thủ Tán Tiên ở đó chưa chắc có thể ra ngoài. Nhưng còn có một thế lực khác không hề yếu hơn Đảo Tán Tiên mà lại không bị hạn chế gì cả, có quan hệ dây mơ dễ má với mấy thánh địa lớn lâu đời. Vì vậy thuộc hạ hy vọng Thánh Chủ nghĩ lại chuyện đánh U Linh Chi Đô để tránh gây họa cho vân môn tiên cảnh.
Thế lực nào? Dương Bách Xuyên khựng lại, hơi kinh hãi. Dương Bách Xuyên biết hết các thế lực lớn mạnh ở tu chân giới, nhưng bây giờ nghe chừng ý của Khoáng Tùy Phong là còn có một thế lực không thua gì Đảo Tán Tiên. Điều đáng sợ là không có gì trói buộc, mà so sánh với nhau thì Đảo Tán Tiên có trói buộc. Nhưng Dương Bách Xuyên không nghĩ ra tu chân giới còn có thế lực nào có thể so với Đảo Tán Tiên. Phải biết rằng mạnh nhất tu chân giới là chín thánh địa lớn, phía trên là Đảo Tán Tiên. Nhưng Đảo Tán Tiên là nơi Tán Tiên hội tụ. Trước đây hắn từng nghe sư phụ nói trên Đảo Tán Tiên có Tán Tiên không phi thăng tiên giới, có Tán Tiên cấp cao, cho nên Đảo Tán Tiên mạnh là lẽ hiển nhiên. Nhưng bây giờ Khoáng Tùy Phong lại nói còn có một thế lực ngang ngửa Đảo Tán Tiên. Điều này khiến Dương Bách Xuyên kinh hãi. Nhưng nghĩ lại thì thấy cũng đúng, tu chân giới rộng lớn, có những chuyện mình không biết cũng bình thường. Bây giờ hắn muốn nghe Khoáng Tùy Phong nói thế nào. Chỉ nghe Khoáng Tùy Phong nói, gia tộc mang huyết mạch thần thú. Dương Bách Xuyên bỗng nghĩ tới một người. Người này là em gái của Mai Tỷ Mai Thi Dĩnh. Kể ra thì hắn suýt quên mất Mai Thi Dĩnh. Theo lý thì Mai Thi Dĩnh cũng tới tu chân giới rồi. Hiện tại hắn đã tìm được Tích Kỳ và em gái Dương San San, vẫn còn mấy người Vân Môn chưa tìm được. Chiêm Khánh Nhân đã có tin tức, chỉ là chưa trở về Vân Môn mà thôi. Số người còn lại không nhiều, trong đó có Mai Thi Dĩnh. Trước đây sư phụ đã đích thân xác nhận trong cơ thể Mai Thi Dĩnh có huyết mạch thần phượng, tương lai đến tu chân giới, gia tộc thần phượng ở tu chân giới còn phải cảm ơn hắn. Sư phụ từng nói ở tu chân giới có gia tộc mang huyết mạch thần thú. Có điều Dương Bách Xuyên tới tu chân giới vẫn chưa gặp bao giờ, hắn cũng quên nghĩ tới phương diện này. Nhưng bây giờ Khoáng Tùy Phong nói ra gia tộc mang huyết mạch thần thú. Đến giờ Mai Thi Dĩnh vẫn bặt vô âm tín, vô số đại yêu tìm kiếm gần một năm cũng không phát hiện thấy tung tích của nàng. Hiện tại xem ra chỉ có hai khả năng, một là Mai Thi Dĩnh đã chết sau khi đến tu chân giới, hai là rất có thể nàng đã được gia tộc thần phượng tìm thấy và đón đi. Sư phụ nói huyết mạch thần phượng trong cơ thể Mai Thi Dĩnh có cấp bậc rất cao, tương lai sau khi thức tỉnh, nàng sẽ là nhân vật đáng gờm. Khoáng Tùy Phong nhắc đến gia tộc mang huyết mạch thần thú khiến Dương Bách Xuyên nghĩ ngay đến Mai Thi Dĩnh. Hắn lập tức xoay người dặn dò Chuột Vương, sau này ngươi nhớ tập trung tìm kiếm tung tích của Mai Thi Dĩnh. Vâng, Thánh Chủ yên tâm, những người trên bức tranh mà ngài đưa cho ta hầu như đã tìm được, dù không tìm được thì cũng có manh mối. Tin rằng có thể tìm thấy. Chuột Vương lập tức đáp. Dương Bách Xuyên gật đầu, sau đó ra hiệu cho Khoáng Tùy Phong nói tiếp. Khoáng Tùy Phong tiếp tục nói, gia tộc mang huyết mạch thần thú là một quần thể vô cùng cổ xưa của tu chân giới, cũng vô cùng đặc biệt. Ngươi nói kỹ xem đặc biệt như thế nào. Dương Bách Xuyên nhìn không được lên tiếng. Mặc dù trước đây hắn đã nghe sư phụ nói, nhưng cũng chỉ nói qua loa, hắn không biết cụ thể gia tộc mang huyết mạch thần thú như thế nào. Khoáng Tùy Phong là một lão quái vật đã sống mấy vạn năm, là dân bản địa tu chân giới, chắc chắn ông ta biết rất nhiều, rất cặn kẽ. Người của thế hệ trước đều biết lời đồn về gia tộc mang huyết mạch thần thú. Thật ra quần thể này là tồn tại nửa người nửa yêu. Tương truyền thời thượng cổ có tu sĩ nhân tộc và thần thú thần điểu yêu tộc nên duyên, đứa con sinh ra là nửa người nửa yêu, được gọi là bán yêu nhân mang huyết mạch của thần thú thần điểu. Có điều ở thời thượng cổ, bán yêu nhân không được quần thể yêu tộc cường đại công nhận, cũng không được nhân tộc đón nhận, là một quần thể bị khinh thường. Về sau bán yêu nhân tách khỏi nhân tộc và yêu tộc, tự hình thành một quần thể. Mặc dù bán yêu nhân không được hai tộc nhân, yêu chào đón, nhưng lại được thiên đạo yêu ái. Bán yêu nhân có thiên phú của thần thú thần điểu yêu tộc, còn có tuệ can linh khí của nhân tộc. Trên con đường tu luyện, bọn họ trời sinh có ưu thế rất mạnh. Sau khi thức tỉnh huyết mạch, bọn họ có thể biến nhục thể của mình thành nhục thể cường đại giống như yêu tộc, có thể tu luyện công pháp đạo thuật của nhân tộc, tức là kết hợp ưu điểm của hai tộc nhân, yêu. Tu luyện rất nhanh, thực lực vô cùng mạnh, bán yêu nhân đời thứ nhất trong truyền thuyết chính là đời con của thần thú thời thượng cổ Thanh Long, Phượng Hoàng, Huyền Vũ, Bạch Hổ. Sau khi tu luyện thành công, bọn họ lập ra bốn gia tộc mang huyết mạch thần thú. Hồi ấy gần như là bán yêu nhân xưng bá một thời đại. Tung hoành vô địch trong hai giới nhân, yêu. Bán yêu nhân tạo dựng được uy danh, nhận được sự công nhận của hai tộc nhân, yêu, trở thành thế lực độc lập mà cường đại ở tu chân giới. Nhưng bọn họ có sự kiêu ngạo của mình, xây dựng một đạo tràng tu luyện thuộc về mình, tên là Tiểu Yêu Giới. Có bốn cường giả xuất hiện, sau đó đại kiếp ma tộc ập đến,
nhân tộc và yêu tộc hợp tác, hoặc có thể nói là hai tộc nhân, yêu liên hôn để chống lại ma tộc. Từ đó sinh ra rất nhiều bán yêu nhân dưới thần thú. Bọn họ nhận được truyền thừa thiên phú của yêu tộc, sau khi trưởng thành sẽ trở thành đại quân chủ lực chống lại ma tộc. Tiếp nữa, bán yêu nhân kiến công lập nghiệp, trở thành quần thể được nhân tộc và yêu tộc tôn sùng. Sự cường đại và hy sinh của bọn họ được sinh linh toàn tu chân giới công nhận. Thế gian gió đổi mây vần, về sau tiên giới có chân ma đến tu chân giới, sinh linh của hai tộc nhân, yêu rơi vào tình cảnh nước sôi lửa bỏng, lần ấy các tộc của yêu giới gần như bị diệt hết. Các gia tộc mang huyết mạch thần thú tham gia cuộc chiến cũng tổn thương nguyên khí nặng nề. Một cuộc đại chiến khiến yêu tộc tổn thương tận gốc rễ, gia tộc mang huyết mạch thần thú biết rằng yêu tộc là gốc rễ của bọn họ, bèn thu yêu tộc có tham gia cuộc chiến vào tiểu yêu giới, từ đó về sau rất ít xuất sơn. Nhưng đối với gia tộc mang huyết mạch thần thú mà nói, nhân tộc và yêu tộc là nguồn cội, họ không muốn tộc và yêu tộc chém giết lẫn nhau nên thu nhận yêu tộc vào tiểu yêu giới, và để lại cách liên lạc cho tu chân giới. Thế lực liên lạc giữa gia tộc mang huyết mạch thần thú và tu chân giới chính là bốn thánh địa lớn mà ta vừa nói, gồm U Linh Chi Đô, Thông Thiên Cung, Thiên Kiếm Sơn và Hoàng Triều Hiên Viên. Một khi tu chân giới có chuyện lớn, gia tộc mang huyết mạch thần thú sẽ ra tay. Thế lực thánh địa là nền móng ổn định tu chân giới, gia tộc mang huyết mạch thần thú sẽ không để cho thánh địa xảy ra chuyện gì, bởi vì cần phải giữ lại thánh địa để trấn thủ tu chân giới, đề phòng ma tộc làm loạn. Ý ta là nếu thánh chủ muốn động vào U Linh Chi Đô, bức hại bọn họ thì e là sẽ khiến gia tộc mang huyết mạch thần thú xuất sơn. Gia tộc có huyết mạch cường đại được tu chân giới gọi là gia tộc chiến thần. Bọn họ có rất nhiều quần thể, lấy gia tộc làm truyền thừa. Trong đó Thanh Long, Bạch Hổ, Phượng Hoàng, Huyền Vũ đứng đầu, gọi là bốn gia tộc mang huyết mạch thần thú. Vì vậy, xin thánh chủ hãy nghĩ lại, các thánh địa lâu đời đều qua lại với gia tộc mang huyết mạch thần thú. Tất nhiên cũng có lời đồn về bốn gia tộc mang huyết mạch thần thú, rằng hậu đại lưu truyền đến ngày nay huyết mạch càng ngày càng mỏng, rất khó xuất hiện tồn tại cấp bậc thần thú. Dù sao cho tới hiện tại, trong toàn bộ yêu tộc, ngay cả một số yêu tộc có thiên phú dị bẩm cũng đã tuyệt tích chứ đừng nói chi đến thần thú thần điều. Bốn gia tộc mang huyết mạch thần thú chưa chắc ra tay, nhưng nói không chừng gia tộc có huyết mạch yêu tộc khác sẽ ra mặt. Tiểu yêu giới cũng trong trạng thái khép kín giống đảo tán tiên. Không quan tâm tới tranh chấp ở tu chân giới, nhưng cũng không nói trước được điều gì. Dù sao U Linh Chi Đô cũng là thánh địa lâu đời, có liên hệ với tiểu yêu giới. Sau khi nói xong, Khoáng Tùy Phong nhìn Dương Bách Xuyên, chờ hắn suy xét. Là trưởng lão Vân Môn, ông ta đã làm tròn trách nhiệm của mình rồi, điều gì nên nói cũng đã nói, nếu thánh chủ Dương Bách Xuyên vẫn muốn đánh U Linh Chi Đô thì ông ta cũng chỉ có thể đi theo chiến đấu. Dương Bách Xuyên nghe xong thì im lặng. Chuyện Khoáng Tùy Phong nói không phải là không có khả năng, mà hiện tại tuy hắn không gây thù chuốc oán nhiều nhưng toàn là kẻ địch mạnh. Trong mấy thánh địa lớn, U Linh Chi Đô, Thiên Kiếm Sơn, Thần Phú Linh Tông, Bách Luyện Sơn Trang vẫn còn tồn tại, mà theo hắn biết thì những thế lực này đều có quan hệ với đảo Tán Tiên. Nếu bây giờ lại mọc ra tiểu yêu giới một quần thể mang huyết mạch thần thú, thì động tới mấy thánh địa lớn không phải là hành vi sáng suốt. Thế nhưng... Dương Bách Xuyên nghĩ đến con trồn và em gái Dương San San bị thương, trong lòng khó có thể bình tĩnh. Sau một hồi lâu, hai mắt Dương Bách Xuyên lóe lên tia sáng. Hắn nhìn Khoáng Tùy Phong rồi lại nhìn những người khác và một đám đại yêu, chậm rãi cất lời, các ngươi có nghe thấy những lời Khoáng trưởng lão vừa nói không? Chúng ta nghe thấy. Mọi người đồng thanh trả lời. Dương Bách Xuyên hỏi tiếp, vậy, nếu ta đánh U Linh Chi Đô, thậm chí tương lai phải đối mặt với đảo Tán Tiên cường đại và tiểu yêu giới nơi gia tộc mang huyết mạch thần thú trú ngụ, thì các ngươi có dám theo ta chiến đấu không? Thuộc hạ sẵn sàng theo thánh chủ chiến đấu. Tất cả đại yêu đều trả lời Dương Bách Xuyên, tiếng hô rung trời, trả lời không chút do dự. Sau đó, đám tu sĩ nhân tộc Nguyên Vô Thường, Khoáng Tùy Phong, Mộ Mãn Thiên cũng hùa theo, nhưng không đồng thanh như các đại yêu. Bởi vì nghe thấy câu trả lời như sấm dậy của các đại yêu, cộng thêm ánh mắt sáng như sao trời của Dương Bách Xuyên, bọn họ chỉ có thể hùa theo, không dám nói chữ không. Dương Bách Xuyên chú ý tới sự biến hóa trong ánh mắt của tất cả mọi người, vừa nhìn là hiểu ngay. Các đại yêu chắc chắn trung thành với hắn, hiện tại cho dù hắn ra lệnh cho những đại yêu này lên núi đao xuống biển lửa, thì bọn họ cũng không chút do dự. So với nhân tộc, tâm tư của yêu tộc đơn thuần hơn. Lúc này,
Dương Bách Xuyên nhìn đám người Nguyên Vô Thường, Khoáng Tùy Phong, Mộ Mãn Thiên. Thật ra hắn biết lòng người mới là khó lường nhất. Nhưng con người là phần tử quan trọng nhất đối với vân môn tiên cảnh. Thế giới này vẫn lấy nhân tộc là chính, con người đứng đầu vạn vật, kẻ làm nên việc lớn cũng là con người. Vì vậy Dương Bách Xuyên vẫn phải nói lý với đám người Khoáng Tùy Phong. Hắn nhất định phải đánh U Linh Chi Đô. Hắn đã có ý định này, nếu vì sợ này sợ kia mà từ bỏ thì không phải là chuyện tốt đối với việc tu luyện của hắn. Dương Bách Xuyên biết hắn ra lệnh, đám người Mộ Mãn Thiên, Khoáng Tùy Phong sẽ không phản đối, nhưng sẽ vướng mắc trong lòng. Vì vậy hắn phải nói lý lẽ cho những người này để tránh sau này để lại tai họa ngầm, không có lợi cho sự phát triển của vân môn tiên cảnh. Nhất định phải cho bọn họ biết nguyên nhân thánh chủ hắn làm như vậy. Có đôi khi cần dùng đến bạo lực, nhưng tông môn phát triển tương tự như văn hóa doanh nghiệp, cần phải bày tỏ thái độ và quan điểm cho bọn họ nghe, có võ thì cũng phải có văn. Dương Bách Xuyên nhìn quanh một vòng rồi mới lên tiếng, ta nhất định phải san bằng U Linh Chi Đô, chuyện này sẽ không thay đổi, Dương Bách Xuyên ta không phải là kẻ làm việc mà sợ này sợ kia. Không phải vì người của U Linh Chi Đô đánh muội ta bị thương, lại càng không phải bọn họ đã thương con trồn ta cưng chiều nhất nên ta mới tức giận, đi san bằng U Linh Chi Đô. Bây giờ ta nói cho các người biết ta không hành động theo cảm tính, tu chân giới vốn là thế giới cá lớn nuốt cá bé, người không mạnh mẽ, không cứng rắn thì kẻ khác sẽ bắt nạt ngươi, giết ngươi. Nếu tu chân là cái cảnh bị người ta bắt nạt nhưng phải nuốt giận vì e sợ chỗ dựa cường đại sau lưng đối phương, thì ta thà không tu chân, có tu cũng không làm nên trò trống gì. Bởi vì ngay cả ý niệm trong lòng mà cũng không hiểu rõ thì tu có tác dụng gì. Hôm nay bọn họ có thể đả thương muội muội của ta, đả thương linh sủng của ta, ngày mai bọn họ có thể đả thương thê tử và con cái của ta, ngày mốt có thể giết môn đồ của ta. Nếu lần nào ta cũng nén giận, e ngại thế lực phía sau gì đó, thì tông môn đừng hòng phát triển. Vì vậy ta không thể nhẫn nhịn, có lần một sẽ có lần hai, hôm nay ta muốn nói với các ngươi rằng, bất cứ môn đồ đệ tử nào của vân môn ta cũng không được để người ta bắt nạt. Đừng nói hôm nay người bị thương là con trồn và muội muội của ta, cho dù là bất kỳ một đệ tử vân môn nào, ta cũng tiến đánh U Linh Chi Đô, san bằng nơi đó. Đây là lời hứa của ta dành cho mỗi người các ngươi. Bất kể là người là yêu, chỉ cần là đệ tử vân môn, Dương Bách Xuyên này sẽ làm như vậy. Bây giờ ta hỏi các ngươi một câu, nếu ta đối địch với toàn bộ tu chân giới, các ngươi có dám theo không? Dương Bách Xuyên không nói to, nhưng từng chữ rõ ràng vang vọng khắp sân. Lúc này, Lôi Lão Hổ vẫn im lặng nãy giờ là người đầu tiên lên tiếng, Lôi Mỗ nguyện theo thánh chủ chinh chiến, có gì phải sợ? Nể mặt con rể Lý Đại Nghị, Lôi Lão Hổ nên ủng hộ Dương Bách Xuyên, bởi vì ông ta biết nỗi lo trong lòng Dương Bách Xuyên là nhân tộc. Một đám đại yêu trung thành với Dương Bách Xuyên, còn những người gia nhập vân môn về sau như ông ta và đám Mộ Mãn Thiên, Khoáng Tùy Phong thì vẫn đang dần hòa nhập vào vân môn. Lôi Lão Hổ là chủ một gia tộc nên biết tầm quan trọng của con người trong một gia tộc và tông môn. Hơn nữa, Dương Bách Xuyên giúp đỡ nhà họ Lôi không vì nhà họ Lôi là một gia tộc mà phân biệt đối xử, không hề giấu giếm Điện Thành Tiên và rừng ngộ đạo của vân môn tiên cảnh. Do đó, về tình về lý Lôi Lão Hổ đều là người đầu tiên bày tỏ thái độ. Và lại Dương Bách Xuyên nói một tràng, Lôi Lão Hổ rất tán thưởng. Làm người làm việc thì nên như thế, rất hợp ý ông ta. Có Lôi Lão Hổ tiên phong, Khoáng Tùy Phong cũng không ngượng ngập nữa. Ông ta dẫn đầu can gián, nhưng sau khi nghe Dương Bách Xuyên bày tỏ, ông ta không còn rối rắm. Khoáng Tùy Phong thở dài, Lão Phu cũng từng trải qua thời trẻ, nếu thánh chủ muốn đánh thì ta sẽ cống hiến cái mạng già này. Thật ra Khoáng Tùy Phong nghe Dương Bách Xuyên nói xong cũng rất hài lòng, thậm chí có chút hưng phấn khó tả, một câu Lão Phu cũng từng trải qua thời trẻ đã nói lên tiếng lòng. Nghĩ lại thì chuyện đi san bằng một thánh địa dù có thành công hay không đều là một sự kiện tầm cỡ. Hơn nữa sau khi ông ta phân tích cái lợi cái hại, Dương Bách Xuyên vẫn giữ nguyên quan điểm, sự can đảm và sáng suốt cỡ này khiến Khoáng Tùy Phong kính nể, thiết nghĩ Dương Bách Xuyên cũng có tự tin. Bây giờ nghĩ kỹ thì thấy vân môn có nhiều đại yêu phi thăng cảnh như vậy, trên đời này có bao nhiêu thế lực sở hữu thực lực mạnh hơn chứ? Cũng có thể là ông ta cả nghĩ, gia tộc mang huyết mạch thần thú không dễ dàng xuất sơn như vậy. Chúng ta nguyện theo thánh chủ tung hoành tu chân giới. Sau đó đám người Nguyên Vô Thường cũng hô, rốt cuộc không còn băn khoăn gì nữa. Thuộc hạ nguyện thề chết theo thánh chủ tung hoành tu chân giới.
thuộc hạ nguyện thề chết theo thánh chủ. Từng tiếng hô to vang lên, đến cuối cùng các đại yêu xung quanh và đám người Nguyên Vô Thường đồng thanh hô hào, tiếng hô rung trời. Tên họ Dương nào đó nghe thấy cũng có cảm giác huyết mạch bùng cháy. Hắn lớn tiếng nói, xuất phát, mục tiêu là 9 vạn dặm phía tây nam, vị trí của U Linh Chi Đô. Dương Bách Xuyên đã biết vị trí của U Linh Chi Đô thông qua siêu hồn sát thủ vương. Vị trí cách tây nam 9 vạn dặm, không xa lắm. Dương Bách Xuyên dẫn theo hơn 1 vạn đại yêu cấp bậc đại thừa và gần 350 cao thủ phi thăng cảnh đi thẳng đến đó. Đã hạ quyết tâm thì sẽ không dao động. Đào tán tiên gì đó, tiểu yêu giới gì đó, nếu không động vào hắn thì thôi, còn muốn nhúng tay vào chuyện của hắn, bất chấp lý lẽ thì hắn cũng chẳng sợ. Sư phụ thường hay nói với hắn rằng tôn nghiêm và uy tín của cường giả đều là nhờ đánh mà có. Nếu nói lý do lần trước hắn tiêu diệt thánh địa Vạn Linh là khiên cưỡng, thì lần này hắn đánh U Linh Chi Đô là chính đáng. Hắn sẽ vạch trần sự thật tổ chức sát thủ thuộc U Linh Chi Đô, còn có lý do chính đáng. Tổ chức sát thủ U Linh Chi Đô đã thương em gái hắn trước, cướp tiên khí của huynh đệ hắn trước. Không lên tiếng thì tu chân giới sẽ cho rằng Dương Bách Xuyên hắn và thánh địa mới vân môn tiên cảnh dễ bắt nạt. Về phần quần thể thế lực gia tộc mang huyết mạch thần thú ở tiểu yêu giới mà Khoáng Tùy Phong nhắc tới, không phải là Dương Bách Xuyên không lo lắng, nhưng cũng không quá lo sợ. Trước đây khi Dương Bách Xuyên nói chuyện với sư phụ, nghe giọng điệu của sư phụ thì hình như quan hệ giữa sư phụ và 4 gia tộc thần thú không tệ. Nếu sau khi hắn tiêu diệt U Linh Chi Đô, thế lực tiểu yêu giới muốn ra mặt, nếu có thể đánh thắng thì tốt, đánh không nổi thì nhờ sư phụ là được. Vì vậy tên họ Dương nào đó không ngu ngốc đâu, đã đề phòng một đảo bán tiên còn muốn động vào một tiểu yêu giới. Đối với Dương Bách Xuyên và đám thuộc hạ mà nói, khoảng cách 9 vạn dặm không quá xa. Không dùng thần thông thuấn gì mà chỉ dựa vào phi hành thì cũng chỉ cần một ngày là đến nơi. Đạo tràng U Linh Chi Đô giống với tên, cũng gần giống công pháp tu luyện của bọn họ, địa điểm lựa chọn là nơi tối tăm nằm trong một khe nứt dưới lòng đất. Mặc dù có trận pháp bảo vệ, nhưng Dương Bách Xuyên đã siêu hồn sát thủ vương nên biết pháp quyết nhập trận tiến vào như thế nào. Sau khi hắn đánh ra pháp quyết, khe nứt chỉ to hơn 1 mét bỗng nhiên biến to, lộ ra hình dạng thật. Dương Bách Xuyên nhìn khe nứt trên mặt đất giống như vết nứt xuất hiện sau động đất, tầm mắt vẫn luôn phóng ra xa, hắn biết bên trong có một ngọn núi lớn. Dương Bách Xuyên không dài dòng, vung tay lên, sau khi vào trong, giết hết cho ta. Sau một thời gian dài đến tu chân giới, Dương Bách Xuyên đã ăn hành quá nhiều, lòng dạ cũng trở nên sắt đá. Hắn sẽ không để lại mầm họa cho mình như lúc trước. Dù sao trong mắt hắn, đệ tử của U Linh Chi Đô chẳng có ai tốt cả. Theo lời kể của đám người Lôi Lão Hổ và Khoáng Tùy Phong, U Linh Chi Đô tu luyện công pháp cực âm, thuộc tính thuần âm, sở trường chiến đấu khá nham hiểm, vì vậy hắn dặn dò mọi người phải cẩn thận. Lại thêm đạo tràng U Linh Chi Đô cũng được xây dựng ở nơi âm khí rất nặng, rất nhiều tu sĩ sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều, cẩn thận là trên hết. Chạm mặt thì cứ giết thẳng tay, tránh để lại hậu họa. Dưới sự chỉ huy của đại yêu cấp bậc thiên yêu, hơn 1 vạn yêu binh yêu tướng cấp bậc đại thừa xông vào trong. Dương Bách Xuyên cũng dẫn theo Ngé Con theo sát phía sau. Dù sao Ngé Con cũng là thần thú kỳ lân có nhục thể rất đặc biệt, máu của kỳ lân hồi phục rất nhanh, vết thương do bị sát thủ vương đâm một nhát đã lành từ lâu, không có gì đáng ngại. Đại quân yêu tu trùng trùng điệp điệp và hơn 300 cao thủ phi thăng cảnh xông vào khe lớn, tiến thẳng vào sâu trong núi. Nửa canh giờ sau mới ra khỏi thông đạo khe nứt dưới lòng đất tối tăm. Phía trước đột nhiên sáng lên, một sơn cốc dưới lòng đất xuất hiện, tuy mờ tối nhưng vẫn nhìn rõ. Phía trước vang lên tiếng hô giết rung trời, hiển nhiên là các yêu tu vào trước đã đánh với đệ tử của U Linh Chi Đô. Dương Bách Xuyên vừa mới ra khỏi thông đạo, một tiếng quát giận dữ vang lên ngay sau đó, Dương Thánh Chủ. Ngươi có ý gì, vì sao lại đánh U Linh Chi Đô chúng ta? Thánh chủ U Linh vẫn bọc mình trong áo bào đen như mọi khi, trong mắt ngùn ngụt lửa giận, vừa sợ vừa tức. Vì sao à, lẽ nào trong lòng ngươi không rõ? Dương Bách Xuyên cười gằn. Hắn không tin lão già thánh chủ U Linh này không biết tin sát thủ vương đã bị hắn giết, nếu không biết thì tại sao khi bọn họ vào cửa, xung quanh đã bị bao vây? Đường đường là thánh chủ U Linh Chi Đô thống lĩnh tinh cương, tu vi phi thăng cảnh đỉnh phong. Làm sao ông ta lại không biết chuyện xảy ra trong khu vực mình cai quản chứ? Hơn nữa, sát thủ vương dẫn theo 20 phi thăng cảnh đuổi giết 2 tu sĩ nhỏ,
một đứa cháu trai mất mạng, ông ta không biết chắc. Không biết Tử Hoàng là người của Vân Môn Tiên Cảnh, là người của Dương Bách Xuyên hắn. Lúc này đối mặt với lời chất vấn đầy giận dữ của Thánh Chủ U Linh, Dương Bách Xuyên cười gằn, thẳng thừng hỏi vặn. Bản tôn biết cái gì? Bản tôn chỉ biết Dương Bách Xuyên ngươi bắt nạt người quá đáng, dẫn người tấn công đạo tràng U Linh Chi Đô. Tên họ Dương kia, ngươi coi U Linh Chi Đô là trốn không người đấy à? Thánh Chủ U Linh cất giọng u ám nói. Dương Bách Xuyên nhìn Thánh Chủ U Linh bọc mình trong áo bào đen, chán ghét tột cùng. Quá dối trá, đã đến lúc này rồi mà lão già này còn nói như đúng rồi. Dương Bách Xuyên không muốn nhiều lời với Thánh Chủ U Linh nữa, lập tức hô, giết. Lửa giận trong lòng hắn không hề tắt, vẻ bình tĩnh trước đó chỉ là lý trí đã đè xuống mà thôi, đã tấn công Thánh Địa U Linh thì sẽ không có ý định quay đầu. Từ lúc hắn đưa ra quyết định, trong lòng chỉ có một suy nghĩ. Đó là hoàn toàn xóa tên Thánh Địa U Linh và tổ chức sát thủ U Linh khỏi tu chân giới. Họ, nghe con bên cạnh kêu lên rồi liền xông ra ngoài, chống kỳ lân đeo trên cổ vang lên một tiếng tùng, cả đất trời văng vẳng âm thanh như tiếng sấm. Dương Bách Xuyên biết rõ chống trận của nghe con có tác dụng gì, chống trận vang lên có thể trực tiếp công kích nguyên thần. Thoát cái nghe con đã lao thẳng tới chỗ Thánh Chủ U Linh, một tiếng chống trận vang lên cũng nhắm vào Thánh Chủ U Linh. Cách rất xa mà Dương Bách Xuyên vẫn trông thấy Thánh Chủ U Linh toàn thân chấn động. Lúc này nghé con đã thể hiện thần uy, chắc là do lúc trước chịu thiệt trong tay sát thủ vương khiến nghé con mất mặt, cho nên lần này ra tay, đối tượng nó nhắm tới là Thánh Chủ U Linh. Một tiếng kêu như tiếng rồng gầm, cơ thể của nghé con lớn gấp 3 lần, toàn thân phát ra từng đạo minh văn, tỏa ra ánh sáng 7 sắc. Khoảnh khắc này nghé con mới có khí thức thần vận của thần thú. Nó há miệng phun ra hơi thở 7 sắc tựa hơi thở của rồng, giống như mây cuốn bay về phía Thánh Chủ U Linh. Dương Bách Xuyên vốn lo lắng nghé con hấp tấp sẽ bị ăn hành, nhưng hắn vẫn đứng im bất động. Thật ra hắn cũng muốn xem nghé con có thiên phú thần thông gì. Rốt cuộc thần thú và yêu tu khác có gì khác nhau? Tầm mắt khóa chặt vào nghé con và Thánh Chủ U Linh, Dương Bách Xuyên cầm kiếm đổ long sẵn sàng hành động. Một khi nhận thấy không ổn, hắn sẽ ra tay ngay lập tức. Không để cho nghé con bị thương. Hiện tại hắn đã tăng liền 2 cảnh giới nhỏ, hắn biết rõ thực lực tăng bao nhiêu, hoàn toàn có thể nói là hắn sẽ không sợ bất kỳ người tu chân nào nữa. Chỉ cần không phải là tán tiên tứ chuyển, hiện tại hắn có lòng tin đánh trực diện với tu sĩ cấp bậc phi thăng cảnh đại viên mãn, thậm chí là cấp bậc thánh chủ. Nơi đây chém giết rung trời, các đại yêu và đám tu sĩ nhân tộc khoáng tùy phong đều xông tới chiến trường. Hiển nhiên con cáo giả Thánh Chủ U Linh đã biết trước tin tức hắn sẽ xuất hiện, đã có sự chuẩn bị. Khắp Thánh Địa U Linh đông nghịt người, số lượng lên tới mấy chục vạn. Tu sĩ các cấp bậc hợp thành đại trận nào đó. Thật ra khi Dương Bách Xuyên dẫn theo đại yêu xông vào, bọn họ hoàn toàn bị chặn lại bởi đại trận do mấy chục vạn đệ tử của Thánh Địa U Linh hợp thành. Thậm chí lúc này đại yêu Vân Môn mà Dương Bách Xuyên dẫn tới đang bị đệ tử Thánh Địa U Linh bao vây trong đại trận. Nếu xét về cấp bậc tu sĩ, thì cao thủ bên cạnh Dương Bách Xuyên bỏ xa Thánh Địa U Linh cả con phố. Lúc trước cao thủ đi theo sát thủ vương tròn 20 người, đã bị Dương Bách Xuyên giết chết. Hiện tại cao thủ đạt tới phi thăng cảnh của U Linh Chi Đô chưa tới 20 người. Tuy nhiên, con cáo giả Thánh Chủ U Linh đã có sự chuẩn bị, dùng mấy chục vạn đệ tử bày đại trận, đạt được hiệu quả sự thay đổi về lượng dẫn đến sự biến đổi về chất. Nhất thời Dương Bách Xuyên thấy đại yêu dưới trướng hắn và đám người khoáng tùy phong không thể đột phá đại trận của đệ tử U Linh Chi Đô, loáng thoáng có dấu hiệu xa vào trong đó. Nhưng trong lòng Dương Bách Xuyên rất bình tĩnh, không nóng nảy. Hơn 1 vạn đại yêu cấp bậc đại thừa và hơn 300 cấp bậc thiên yêu dưới trướng hắn cộng thêm đám người khoáng tùy phong, lôi lão hổ, nếu trận doanh cao thủ mạnh như vậy không đột phá được đại trận của U Linh Chi Đô thì sống hay chết cũng xứng đáng. Ngoại trừ mấy tu sĩ nhân tộc mới gia nhập Vân Môn như Khoáng Tùy Phong, Lôi Lão Hổ, thật ra các đại yêu dưới trướng Dương Bách Xuyên đều thiếu kinh nghiệm chiến đấu. Dù sao bọn họ cũng là yêu tu đến từ một nơi khép kín như Thái Hoang Tinh Hải, kinh nghiệm thua xa các tu sĩ trưởng thành trong hoàn cảnh phức tạp của tu chân giới. Dương Bách Xuyên biết trận chém giết quy mô lớn này là một lần thử thách cho đám đại yêu này, vì vậy hắn không định nhúng tay. Chỉ có đại quân yêu tu đã trải qua thử thách mới có thể theo hắn chinh chiến tu chân giới trong tương lai. Dương Bách Xuyên có dự cảm kẻ địch mà sau này hắn phải đối mặt sẽ càng ngày càng mạnh, càng ngày càng khó chơi, ví dụ như ma tộc.
hắn đã chọc vào ma tộc, nói không chừng một lúc nào đó bọn chúng sẽ nhảy ra, tung hoành tu chân giới, khơi mào cuộc chiến giữa hai phe chính tà. Ma tộc xâm phạm tu chân giới hết lần này đến lần khác, cũng bị trấn áp hết lần này đến lần khác. Từ thời thượng cổ đến nay, ma tộc chưa bao giờ biến mất hẳn. Tính ra thì ma tộc mới là kẻ địch chân chính, mặc dù sau thời cận đại, ma tộc đã im hơi lặng tiếng ở tu chân giới, nhưng không có nghĩa là không tồn tại, mà là đã ẩn nấp. Lần trước đánh Thái Huyền Tông đụng phải ma hồn Vu Minh Tuyền là một bằng chứng, và gặp phải hồn chân ma ở Vô Gian Cốc cũng là ví dụ. Nếu không có sư phụ ra tay, e là hắn và đám người Khoáng Tùy Phong sẽ gặp rắc rối to. Đủ loại dấu hiệu cho thấy sau khi ma tộc ngủ động hơn vạn năm, bọn chúng bắt đầu dần dần khôi phục. Dương Bách Xuyên có dự cảm sẽ có một ngày tu ma giả ẩn núp ở tu chân giới sẽ nhảy ra, đến lúc đó đại chiến thực sự sẽ bùng nổ. Vì vậy, hắn có ý định rèn luyện đại quân yêu tộc dưới trướng. Trong thế lực của Vân Môn Tiên Cảnh, lực lượng chính là yêu tu dưới trướng. Tương lai nếu thật sự có một ngày ma tộc khôi phục, yêu tộc dưới tay hắn chính là quân chủ lực chinh chiến. Hiện giờ đối mặt với đại trận do 10 vạn đệ tử U Linh Chi Đô tạo thành, với những đại yêu này thì đây cũng là một lần rèn luyện. Tuy nhiên, mặc dù các đại yêu thiếu kinh nghiệm chiến đấu, nhưng ở đây còn có đám người Khoáng Tùy Phong, Lôi Lão Hổ, cho nên Dương Bách Xuyên không quá lo lắng. Dù sao bọn họ cũng chung sống cùng nhau, lần này coi như là một khảo nghiệm đối với cho bọn họ tiếp xúc và tìm hiểu lẫn nhau. Dương Bách Xuyên tin rằng đến cuối cùng bọn họ có thể đột phá vòng vây do đệ tử U Linh Chi Đô tạo thành. Tầm mắt lại chuyển sang Ngé Con và Thánh Chủ U Linh, Dương Bách Xuyên nhìn thấy Ngé Con phun ra một luồng khí bảy sắc giống hơi thở của rồng, sau đó lập tức lao về phía Thánh Chủ U Linh. Mà Thánh Chủ U Linh cũng không phải hạng đơn giản. Sau khi bị một tiếng chống trận của Ngé Con tác động đến tâm thần, ông ta nhanh chóng khôi phục như bình thường. Tiếp đó ông ta trông thấy Ngé Con há miệng phun ra luồng khí bảy sắc về phía mình. Con người của Thánh Chủ U Linh chợt co lại, áo bào đen trên người trải rộng. Ông ta thình lình tung một chưởng vào luồng khí bảy sắc của Ngé Con, một dòng xoáy nguyên khí hình thành, va vào luồng khí bảy sắc của Ngé Con. Ầm ầm, âm thanh nặng nề vang lên. Một giây sau, dòng xoáy của Thánh Chủ U Linh nổ tung, còn luồng khí bảy sắc của Ngé Con thì vẫn còn đó. Thánh Chủ U Linh hừ lạnh, phất tay một cái, một cây pháp trượng bạch cốt xuất hiện trong tay. Chỉ nghe ông ta cất giọng u ám nói, U Linh đại pháp, U Linh khuyển, thôn phệ. Đôi mắt Dương Bách Xuyên co lại, hắn nhìn thấy trên chiếc pháp bạch cốt mà Thánh Chủ U Linh cầm trong tay có hộp xương sọ giống của người nhưng không phải của người. Bên trong thất khiếu bỗng tỏa ra 7 đạo sát khí đen xì, 7 đạo sát khí đen xì dày đặc từ trong xương sọ bay ra ngoài, lập tức hóa thành 7 con mãnh thú được hình thành từ âm sát. Trông giống chó. Sau khi 7 con U Linh khuyển xuất hiện, trong tiếng gầm gào chúng cấp tốc cắn nuốt luồng khí bảy sắc mà Ngé Con phun ra như chó giữ vồ mồi. Điều này làm cho mí mắt của Dương Bách Xuyên giật liên hồi. Hắn biết uy lực của luồng khí bảy sắc mà Ngé Con phun ra, đó là một loại lực lượng giống hơi thở của rồng, vô cùng mạnh mẽ. Nhưng không ngờ 7 con ác khuyển mà pháp trượng bạch cốt của Thánh Chủ U Linh gọi tới lại có thể cắn nuốt luồng khí bảy sắc của Ngé Con. Đây không phải là U Linh bình thường. Thánh địa U Linh vốn là thánh địa thần bí đặc biệt nhất trong 9 thánh địa lớn ở tu chân giới, là một trong 4 thánh địa lâu đời trong lời của Khoáng Tùy Phong, công pháp tu luyện có thuộc tính cực âm. Lúc này thứ mà Thánh Chủ U Linh thi triển ra hiển nhiên là thuật thần thông U Linh, ác khuyển mà ông ta triệu hồi ra không phải là sinh linh bình thường. Sinh linh kỳ lạ như vậy khiến Dương Bách Xuyên hơi lo lắng cho Ngé Con. Hắn cầm chặt kiếm đồ long trong tay, chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Dương Bách Xuyên nghĩ ác khuyển U Linh 7 đầu được thả từ pháp trượng bạch cốt của Thánh Chủ U Linh nhất định có liên quan với hệ thống tu luyện của U Linh Chi Đô. U Linh Chi Đô được xưng U Linh, có thể lấy U Linh làm tên, bản thân đã không hề đơn giản. Dương Bách Xuyên đã từng đọc một cuốn sách cổ quỷ dị, phía trên có chú giải về U Linh Chi Đô, nội dung giải thích định nghĩa của cái tên U Linh, vong linh sau khi chết đi, linh hồn, hư thể. Vạn vật sinh linh đều sẽ tiến vào U Minh giới rồi trở thành U Linh. U Minh chính là thế giới thần bí nhất, lão đầu đã nói với hắn trên đời này thật sự có tồn tại U Minh giới, chỉ là không ai biết đi như thế nào, chỉ nghe nói có 6 con đường có thể dẫn vào U Minh. Dương Bách Xuyên hiểu không nhiều về thánh địa U Linh, thật ra tu chân giới cũng có rất nhiều người đều không rõ U Linh Chi Đô, chỉ biết U Linh Chi Đô là thánh địa truyền thừa bí ẩn nhất của tu chân giới.
Hiện tại Dương Bách Xuyên nghi ngờ, liệu U Linh Chi Đô có liên quan gì tới U Minh Giới không? Hoặc nói đúng hơn là người khai sáng ra U Linh Chi Đô vốn tới từ U Minh Giới. Nhắc tới U Minh Giới, trong lòng Dương Bách Xuyên rất sao động, bởi vì hắn nhớ Liễu Linh Linh. Sau khi Liễu Linh Linh chết đi, lão đầu đã nói với hắn thế gian này có U Minh Giới, Lục Tuyết Hy cũng an ủi hắn như vậy, thật ra bản thân hắn vẫn luôn để ý tin tức có liên quan đến U Minh Giới, chẳng qua cho tới nay đều chỉ là nghe đồn. Dương Bách Xuyên tin trên đời này thật sự có U Minh Giới, bởi vì sau khi con người chết đi, linh hồn sẽ tiến vào U Minh Giới, họ sẽ tồn tại ở một loại phương thức khác. Thế nên hắn đã thề phải tìm được Liễu Linh Linh, cũng kiên trì lòng tin, Liễu Linh Linh nhất định vẫn còn tồn tại, nàng đang ở U Minh Giới trong truyền thuyết. Dương Bách Xuyên có chút kích động, hắn nhìn chằm chằm thánh chủ U Linh, ánh mắt sáng lên, nếu U Linh Chi Đô có liên quan tới U Minh Giới, vậy thì lần này tấn công U Linh Chi Đô sẽ kiếm được món hời lớn. Lúc này, sau khi pháp trượng của thánh chủ U Linh phóng ra U Linh khuyển cắn nuốt khí bảy màu của ngé con, đối phương lại lập tức nhào tới. Gào! Đối mặt với U Linh khuyển, ngé con dường như cảm nhận được nỗi sợ đối với sinh vật không biết, nó thét dài một tiếng, chỉ thấy trên người hiện lên những dòng chữ màu vàng, xuất hiện như một ánh sáng bảo vệ, công kích về phía U Linh khuyển. Giống giống giống! U Linh khuyển hung dữ đang vây trước ngé con nhưng lại bị dòng chữ trên người ngé con quất vào người, phát ra từng tiếng rít. Sau đó bắt đầu tiêu tán. Gào! Sau khi ngé con nhìn thấy chữ trên người mình tấn công U Linh khuyển, nó phát ra một tiếng gầm phấn chấn rồi lao về phía thánh chủ U Linh. Dương Bách Xuyên cũng vô cùng ngạc nhiên, không ngờ những minh văn trên người ngé con lại cường hãn như vậy, chỉ lóe lên đã đánh tan U Linh khuyển của thánh chủ U Linh. Dù sao thì vẫn là thân thể U Linh, không chịu được chí dương của minh văn, trực tiếp tiêu tán. Nhưng Dương Bách Xuyên cũng có thể nhìn ra, thiên phú trên người ngé con đang dần xuất hiện, hoặc là nói, tiềm lực của ngé con sẽ phát huy dưới hoàn cảnh bị bức ép. Hơn nữa còn ngày càng mạnh. Lúc trước phun ra khí bảy màu, bởi vì đó chỉ là một trong những bản năng thiên phú, sức mạnh ở mức sơ cấp. Mà những dòng chữ phát sáng trên người kia lại cao cấp hơn thiên phú. Sau khi nhìn thấy minh văn trên người ngé con đánh tan U Linh khuyển của thánh chủ U Linh, trong lòng Dương Bách Xuyên cũng nhẹ nhõm hơn đôi chút. Tập trung nhìn lại, ngé con đang thừa thắng xông lên. Thánh chủ U Linh trông thấy ngé con có thể đánh tan U Linh khuyển thì cũng giật mình. Dương Bách Xuyên nhìn thấy rõ tia lạnh lùng trong mắt thánh chủ U Linh, điều này khiến Dương Bách Xuyên lo lắng, ánh mắt của ông ta không có lấy một tia hoảng loạn, thay vào đó là thản nhiên, chứng tỏ đối phương không hề sợ hãi. Giây sau, thánh chủ U Linh đối mặt với ngé con đang hung hăng nhào tới, ông ta vẫn dùng pháp trượng bạch cốt, miệng đọc những âm thanh khó hiểu, tay kia thì giơ đầu ngón tay lên, một giọt máu rơi xuống đầu lâu trên pháp trượng. Ngay sau đó hắn nghe thánh chủ U Linh nói, U Linh, ác linh nuôi máu. Trong lúc đọc chú, thánh chủ U Linh vung cây pháp trượng, lần này trên đầu lâu tỏa ra ánh sáng màu máu, sau đó là một bóng dáng thành hình. Phụt! Bỗng nhiên! Thánh chủ U Linh phun ra một ngụm máu tươi, rõ ràng chiêu thức lần này khiến ông ta phải trả giá rất đắt. Nhưng ngay sau đó đã hóa thành một con quái vật khổng lồ có 3 cái đầu, cao hơn 30 trượng. Tỏa ra từng luồng khí tà ác. Lúc này, trái tim Dương Bách Xuyên run lên. Giống. Giây sau, ác linh màu máu cao hơn 30 trượng gầm một tiếng về phía ngé con, 3 cái đầu không phải người cũng không phải thú, chúng há miệng phun ra những chùm tia sáng to như cánh tay. Gần như nhanh như chớp bắn trên người ngé con. Gào. Lúc này, ngé con như ý thức được công kích của ác linh này không đơn giản, cặp mắt to như chuông đồng của nó phun ra 2 tia sáng đầy màu sắc, nghênh đón 3 tia sáng màu máu của ác linh. 3 chùm sáng màu máu và 2 luồng sáng đầy màu sắc chạm nhau. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ long trời lở đất vang lên. Ngay lập tức, ánh sáng đỏ và vầng sáng đầy màu sắc bùng nổ. Hình thành một hình cầu màu máu và ánh sáng đủ màu sắc với đường kính khoảng chừng 100 mét, cảnh tượng giống như một vụ nổ tên lửa xuất hiện. Trong phút chốc, lấy ngé con và ác linh làm trung tâm cũng bộc phát ra năng lượng khí lưu cực lớn, giống như là cơn gió lốc khuếch tán ra ngoài. Cỏ cây xung quanh lập tức hóa thành cho bụi dưới khí lưu cường đại, lan ra phạm vi hơn ngàn mét. Rất là khủng khiếp, điều này khiến tất cả tu sĩ gần đó, cho dù là thuộc hạ đại yêu của Dương Bách Xuyên hay là đệ tử U Linh Chi Đô đều phải kêu lên thảm thiết. Đại yêu của Dương Bách Xuyên còn ổn,
ít nhất thì tu vi của bọn họ đều ở cấp bậc đại thừa, cho dù như vậy thì vẫn có mấy chục đại yêu bị ảnh hưởng, hộc máu rồi bay ngược ra ngoài. Đệ tử U Linh Chi Đô thì không may mắn như vậy, đệ tử có tu vi thấp hơn đại thừa thì nằm trong vũng máu, chết rất nhiều. Cũng do tác động mạnh mẽ từ Ngé Con và Ác Linh, khiến đại trận của thuộc hạ đại yêu và hàng vạn đệ tử U Linh Chi Đô thoáng dừng lại. Dương Bách Xuyên nhìn qua, hắn thấy thuộc hạ đại yêu và đám người Khoáng Tùy Phong vẫn luôn bị đại trận do đệ tử U Linh Chi Đô áp chế. Nhưng cũng chỉ là dừng lại trong giây lát, lão đầu và đám người Khoáng Tùy Phong cuối cùng cũng nắm được cơ hội, hô to nói, lôi lão đệ xuống dưới phá trận, Khổng Tước đại sư, ngươi ở giữa, Mộ lão đệ, Nguyên lão đệ ở phía trên, giết. Đại chiến được diễn ra với quy mô lớn, nhất là bên trong trận pháp, là thắng hay bại chỉ diễn ra trong tích tắc. Những người dày dặn kinh nghiệm như Khoáng Tùy Phong và Lôi Lão Hổ đương nhiên hiểu rõ, nắm chắc cơ hội chỉ điểm cho đám Khổng Tước và Chuột Vương, tấn công vào điểm yếu. Đại chiến gần như thay đổi trong chốc lát, mặc dù đám Khổng Tước không hiểu cách vận hành trận pháp giống như con người, nàng cũng hiểu rõ đạo lý, cơ hội gần ngay đây, mặc dù bị Khoáng Tùy Phong chỉ huy nhưng cũng không nghi ngờ, nghe theo Khoáng Tùy Phong, bắt đầu truyền lệnh cho thủ hạ yêu binh yêu tướng công kích. Ầm 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 ầm. Tiếng nổ không ngừng vang lên ở phía cuối chân trời, mặt đất U Linh Chi Đô đang bắt đầu rung chuyển. Sự thật chứng minh Khoáng Tùy Phong nói không sai, dưới sự phối hợp của đám Khoáng Tùy Phong, cuối cùng đại trận do hàng vạn đệ tử của U Linh Chi Đô hợp thành cũng có kẽ hở. Đều là cao thủ cường đại, chỉ cần có một tia sơ hở xuất hiện, đại trận này coi như bị phá. Quả nhiên dưới sự công kích của đám đại yêu và Khoáng Tùy Phong, từng tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Giống như là xé mở khe nứt, tốc độ tấn công càng nhanh, rốt cuộc đại trận do mấy chục vạn đệ tử của U Linh Chi Đô tạo thành cũng sụp đổ như con đê xả nước. Giết! Sau khi phá vỡ đại trận, đám đệ tử của U Linh Chi Đô giống như một con dê béo đợi làm thịt, bởi vì trong đội ngũ không có nhiều phi thăng cảnh. Đại yêu và tu chân giả trong tay Dương Bách Xuyên có hơn 300, cộng thêm hơn vạn yêu binh yêu tướng đại thừa, cuộc thảm sát nghiêng về một bên chính thức bắt đầu. Dương Bách Xuyên tự an ủi, quả nhiên đám người Khoáng Tùy Phong không làm mình thất vọng. Giây sau, ánh mắt Dương Bách Xuyên tiếp tục theo dõi Ngé Con và Ác Linh. Lúc này chỉ nghe từ bên trong năng lượng khí lưu ngập trời truyền đến tiếng gầm của Ngé Con và Ác Linh. Giống, gào, cơ thể Ngé Con và Ác Linh bị ánh sáng che lấp, nhưng tiếng gầm vẫn vang lên. Dương Bách Xuyên nghe vậy thì giật mình, hắn không do dự mà vọt vào vầng sáng khổng lồ. Thật ra. Dương Bách Xuyên cũng bị Ngé Con làm cho kinh diễm, không ngờ hai mắt Ngé Con lại bắn ra được chùm sáng có uy lực lớn như thế. Trận ảnh hưởng vừa rồi làm Khoáng Tùy Phong và Khổng Tước vọt ra khỏi vòng vây của trận pháp, nghịch chuyển phản công. Cảnh tượng đáng sợ hơn là, Ác Linh ba đầu phun ra ánh sáng màu đỏ và những ánh sáng đầy màu sắc của Ngé Con hình thành một quả cầu năng lượng khổng lồ che phủ bầu trời. Dương Bách Xuyên lần lượt nghe được tiếng kêu thảm thiết của Ngé Con và Ác Linh. Có vẻ như hai bên cùng thiệt hại, hắn lo lắng cho sự an nguy của Ngé Con, cơ thể lóe lên vọt vào trong sương mù. Giây sau hắn nhìn thấy một cảnh tượng khiến bản thân run rẩy, hai mắt Ngé Con rỉ máu, toàn thân đang run lên, cơ thể khổng lồ của Ác Linh thì biến thành hai đoạn, rõ ràng đã bị Ngé Con chia làm hai. Thân thể của Ác Linh đang dần tiêu tan. Thánh chủ U Linh cách đó 100 mét đang giơ pháp trượng bạch cốt về phía Ngé Con, sao Dương Bách Xuyên có thể cho ông ta cơ hội đó? Hắn gầm lên, kiếm phá không. Một kiếm chém ra, nơi kiếm khí màu vàng đi qua hòa tan sương mù. Giây sau, Dương Bách Xuyên phất tay đưa Ngé Con ra xa chiến trường, hôm nay hắn đã mở mang được kiến thức thiên phú thần thông của thần phú, đúng là không hổ với cái danh thân thú. Đầu tiên là sức mạnh của long tức, sau đó là minh văn trên người, cuối cùng là chùm sáng bắn ra từ mắt, càng xuất hiện về sau thì thần thông càng mạnh, nhất là cái sau cùng rất đáng sợ. Có điều Ngé Con cũng phải trả cái giá không nhỏ. Lúc này Dương Bách Xuyên cảm nhận được Ngé Con đã bị thương nguyên khí, hắn không dám để Ngé Con gặp nguy, biểu hiện hôm nay của Ngé Con đã đủ rồi. Hắn cũng biết đây là kết quả sau khi Ngé Con trải qua lần biến thân, hiện tại nó vẫn là ấu thú, có thể tưởng tượng được, sau khi trưởng thành thì nó sẽ có phong thái như thế nào. Nghĩ tới đây, Dương Bách Xuyên lại rất mong chờ vào sự trưởng thành của ấu thú Kỳ Lân. Thật ra không chỉ có ấu thú Kỳ Lân, hắn còn tiểu Phượng Hoàng, Chồn Nhi đều là những thần thú, linh thú, dị thú có tiềm lực vô hạn, đương nhiên còn cả Mai Tỷ được hắn rời từ không gian càn khôn tới vân môn tiên cảnh,
Mai tỷ có thân thể chân long, nàng là thủ lĩnh của hơn 10 chân long khác, tương lai nhất định sẽ có thể tung hoành ngang dọc ở tu chân giới, thậm chí là cường giả trên tất cả thế giới. Ở tu chân giới, vân môn tiên cảnh có cứ địa rất hùng hậu. Tất cả chỉ là vấn đề thời gian, cho đám thần thú này trăm ngàn năm, Dương Bách Xuyên tin chúng tung hoành ở tu chân giới là không thành vấn đề. Hôm nay mặc dù nghe con chém giết có hơi thảm, nhưng lại có tác dụng rất lớn trong quá trình trưởng thành về sau. Lúc này, Thánh chủ U Linh có chút hoảng loạn, vừa rồi ông ta triệu hoán ác linh đã phải trả giá bằng máu, vốn nghĩ có thể giải quyết ấu thú kia của Dương Bách Xuyên, không ngờ lại bị nghe con giết ngược lại ác linh của ông ta. Lúc này chẳng khác nào tiền mất tật mang, cho dù là U Linh khuyển bảy đầu hay là ác nhân vừa rồi thì đều là linh vật được ông ta nuôi dưỡng hàng nghìn năm, gắn bó chặt chẽ với máu và nguyên thần của ông ta, một khi thiệt hại thì ông ta sẽ bị thương tổn tới nguyên thần. Đúng lúc này, một kiếm của Dương Bách Xuyên chém tới, Thánh chủ U Linh cảm nhận được nguy cơ chưa từng có. Ông ta biết nếu mình không đỡ được kiếm này thì sẽ phải bỏ mạng. Nhìn kiếm quang đang lao tới, Thánh chủ U Linh vội la lên, con trai, cứu mạng. Ở thời điểm quan trọng, Dương Bách Xuyên nghe thấy Thánh chủ U Linh kêu gào con trai cứu mạng, một trận quỷ dị ập tới. Hắn thầm lẩm lẩm, cha thì không phải, lẽ nào là con trai? Chẳng lẽ con trai ngươi là Na Cha? Ngay khi Dương Bách Xuyên đang lẩm bẩm, một ánh sáng đen nhào tới, đi kèm là một hơi thở khiến người khác chấn động. Ầm, tiếng nổ vang lên, mí mắt Dương Bách Xuyên giật giật, hắn nhìn thấy kiếm khí của mình bị ánh sáng đen kia đánh nát. Điều này khiến trái tim Dương Bách Xuyên như nhảy lên, kể từ khi hắn cảm ngộ ra kiếm phá không, đây là lần đầu tiên có người chính diện hóa giải được kiếm khí của hắn. Hơn nữa còn là sau khi thực của hắn tăng lên hai cảnh giới nhỏ, dưới tình huống mà uy lực của kiếm phá không mạnh hơn trước mấy lần. Vậy nên, sao hắn không kinh hãi cho được? Sau đó, Dương Bách Xuyên cảm nhận được nơi phát ra sức mạnh đánh gãy kiếm khí của hắn, Dương Bách Xuyên không nhịn được hô lên, chân ma chi lực. Hắn quá quen thuộc với sức mạnh chân ma, lần đầu tiên hắn gặp phải là khi tiếp xúc với chân ma Vu Chính Tuyền ở Thái Huyền Tông, lần thứ hai là cảm nhận được ở Cốc Vô Gian. Hai lần chạm trán với ma hồn đều là do lão đầu ra tay, bởi vì thực lực của hắn vẫn chưa đủ để đối mặt với sức mạnh của chân ma. Không ngờ lần thứ ba gặp được lại ở Thánh Địa U Linh, quan trọng còn trong hoàn cảnh bọn họ đang giết Thánh Chủ, quỷ dị ở chỗ. Sau khi Thánh chủ U Linh hô lên, con trai cứu mạng, thì U Linh xuất hiện. Điều này khiến Dương Bách Xuyên không thể không sợ hãi, lẽ nào con trai của Thánh chủ U Linh lại là đại ma đầu. Nhưng nghĩ lại cũng không đúng, mặc dù công pháp U Linh tu luyện thuộc tính cực âm, nhưng không có nghĩa là không chính đạo, ngược lại bọn họ còn là một trong những thế lực đứng đầu của tu chân giới. Theo lý thì ông ta không nên có quan hệ với ma tộc, là một đại thánh địa, ông ta không dám. Nhưng nhìn cảnh tượng vừa xảy ra, Dương Bách Xuyên sợ tới ngây người. Hắn nhìn thấy ma khí quanh Thánh chủ U Linh bùng lên, một gã thanh niên xuất hiện, chỉ là ánh mắt của hắn vô cùng yêu dị. Dương Bách Xuyên có cảm giác, từ trên xuống dưới người này đều tràn ngập hơi thở tà ác. Người này khác với tất cả đệ tử U Linh Chi Đô mà hắn từng gặp, mỗi người hắn gặp, dù là đệ tử hay lão thánh chủ thì đều giấu mình trong bộ đồ đen, chỉ lộ ra hai con mắt. Nhưng người thanh niên này lại trái ngược hoàn toàn, hắn ta mặc áo dài màu trắng, không hề có ý che đậy, người này ăn mặc như ngọc thụ lâm phong, không ăn khớp với người của U Linh Chi Đô. Bọn họ giống như người của hai thế giới. Toàn thân không hề lộ ra chỗ nào quỷ dị, nhưng lại mang cho Dương Bách Xuyên một loại cảm giác nguy hiểm, trái tim hắn không tự chủ mà nhảy lên. Lúc này Thánh chủ U Linh như nhìn thấy cứu tinh, giọng điệu không khỏi cao hơn. Ông ta quay sang với gã thanh niên. Con trai, mau giết chết hắn cho ta. Nghe Thánh chủ U Linh nói vậy, Dương Bách Xuyên siết chặt, hắn thầm nghĩ, đúng là con trai của lão già này. Nếu gã thanh niên áo trắng này thật sự là con trai của Thánh chủ U Linh, vậy thì gay rồi, hắn dẫn người tới giết U Linh Chi Đô, đánh cha hắn bị thương, làm con trai chắc chắn sẽ báo thù. Quan trọng Dương Bách Xuyên cảm giác, người thanh niên này mang lại cho hắn một hơi thở rất quỷ dị, một người có thể phá giải kiếm phá không? Dương Bách Xuyên không nắm chắc phần thắng. Nhưng lúc này gã thanh niên áo trắng lại không hề để ý tới Thánh chủ U Linh, hắn ta nhìn chằm chằm Dương Bách Xuyên, giống như không nghe thấy lời cha mình đang nói. Sau khi người thanh niên này nhìn chằm chằm, Dương Bách Xuyên không dám thả lỏng, hắn siết chặt kiếm đồ long trong tay, chuẩn bị liều mạng chiến đấu bất cứ lúc nào.
nhưng trong lòng vẫn luôn cảm giác có chỗ nào đó không đúng, hắn không tin gã thanh niên này là con trai của thánh chủ U Linh, Dương Bách Xuyên không nhịn được mà hỏi, ngươi là ai? Lúc này, thánh chủ U Linh giống như đứa trẻ bị bắt nạt, sau khi nhìn thấy người lớn tới thì có được chỗ dựa, lớn tiếng nói, Dương Bách Xuyên, ngươi chờ chết đi, đây là con trai ta, Minh Hóa, cũng chính là thánh tử của U Linh Chi Đô, bản lĩnh thần thông, hôm nay ta phải nghiền ngươi thành cho bụi. Câm miệng. Điều khiến Dương Bách Xuyên sững người là, thánh chủ U Linh còn chưa nói xong thì đã bị thanh niên bên cạnh, hoặc nói đúng hơn là con trai ông ta ngắt lời, một tiếng câm miệng vừa cường thế lại bá đạo. Mà càng kinh ngạc hơn là, Dương Bách Xuyên nhìn thấy cổ thánh chủ như rụt lại, thật sự câm miệng, có vẻ như rất sợ hãi đứa con trai này. Tất cả đều không bình thường. Gã thanh niên lạnh lùng nói với thánh chủ U Linh, ngươi là cái thá gì cũng dám khoa tay múa chân với bản tôn. Nếu không phải con trai ngươi có thân thể cửu âm, bản tôn mượn xác, nợ ngươi một nhân tình, bây giờ cứu ngươi một mạng coi như thanh toán, nhớ kỹ cho bản tôn, đừng nhắc tới cái gì mà tình phụ tử, nếu không bản tôn sẽ giết ngươi trước. Ặc, vâng, thánh chủ U Linh cúi đầu, cơ thể không ngừng run rẩy. Dương Bách Xuyên nghe được đoạn đối thoại này thì vô cùng chấn động, mặc dù chỉ nói vài câu nhưng lượng thông tin lại rất lớn và rõ ràng. Bọn họ là cha con, nhưng cũng không phải. Gã thanh niên này đoạt xác con trai của thánh chủ U Linh, trên danh nghĩa thì bọn họ là cha con, nhưng linh hồn thì không phải, hơn nữa người thanh niên này nói chuyện rất ngang ngược, không hề quan tâm tới thánh chủ U Linh có tu vi là phi thăng cảnh đỉnh phong, dù là giọng nói hay trong ánh mắt đều ngập tràn vẻ khinh thường. Điều này chứng tỏ, người đoạt đi xác con trai của thánh chủ U Linh là một nhân vật lớn, hơn nữa còn là ma tộc. Tam quan của Dương Bách Xuyên lần lượt đổi mới. Những chuyện xảy ra trong mấy ngày nay làm cho hắn hơi khó tiêu. Đường đường là thánh chủ U Linh bị con trai quát lớn như quát cháu, mà trọng điểm là đứa con trai này không phải là đứa con trai thực sự của hắn mà là đứa con trai đã bị người ta trắng trợn đoạt xá. Ông già thánh chủ U Linh này có thể đã sớm biết nhưng chính ông ta cũng không dám có oán hận gì. Thánh chủ U Linh nơm nớp lo sợ trước người thanh niên trước mặt, trong mắt toàn là hãi. Thật sự khiến Dương Bách Xuyên mở rộng tầm mắt. Nhưng quan trọng hơn là giờ phút này trái tim Dương Bách Xuyên cũng trầm xuống vì sự xuất hiện của người thanh niên này, hoặc nói cách khác là ma tộc đã đoạt xá thân thể con trai thánh chủ U Linh, như vậy có nghĩa U Linh Chi Đô đã thần phục trước ma tộc rồi. Nếu thật đúng là như vậy, e là tình hình càng thêm nghiêm trọng, đường đường là một trong những thế lực thánh địa tu chân dẫn dắt toàn bộ tu chân giới mà lại có quan hệ với ma tộc, điều này chắc chắn không phải là chuyện tốt đối với toàn bộ tu chân giới. Ít nhất ma tộc sẽ nắm được tin tức về những thánh địa khác trong tu chân giới, một khi ma tộc trỗi dậy bắt đầu chém giết thánh địa tu giả giới chắc chắn sẽ gây ra tổn thất lớn. Dương Bách Xuyên không biết U Linh Chi Đô thông đồng với ma tộc như thế nào, nhưng bất kể là nguyên nhân gì đi nữa thì thánh chủ U Linh rất đáng chết. Con trai ruột của ông ta bị ma tộc đoạt xá, ông ta biết rõ nhưng lại dửng dưng chẳng làm gì như thể ngầm thừa nhận hành vi này vậy. Như vậy xem ra Dương Bách Xuyên tấn công U Linh Chi Đô lại là chuyện tốt, coi như thanh lý môn hộ thay cho tu chân chính đạo, cho dù sau này thông tiên cung quy tội hắn cũng có lý do đầy đủ. U Linh Chi Đô nhập ma, lý do cái này mạnh hơn bất kỳ thứ gì. Bất kỳ thế lực tông môn nào trong toàn bộ tu chân giới cũng có thể cấu kết với ma tộc, duy chỉ có thánh địa là không thể, bởi vì thánh địa là đại diện cho hàng ngàn, hàng vạn thế lực tu chân giới, là thủ lĩnh chính thống. Chính vì lẽ như thế mà thánh địa U Linh càng đáng chết hơn. Có điều đây đúng là chó ngáp phải ruồi, chuyện hôm nay cũng thật phiền toái. Dương Bách Xuyên cười khổ trong lòng, hắn biết con trai thánh chủ U Linh trước mắt cái này là một đại nhân vật, càng quỷ dị hơn là thanh niên này khiến Dương Bách Xuyên cảm thấy từ một cảm giác quen thuộc. Phải biết rằng thanh niên đoạt xá là người của ma tộc, mà hắn lại không muốn có bất cứ liên quan nào với ma tộc. Nhưng hết lần này đến lần khác có liên lụy rất lớn. Thậm chí trong lòng Dương Bách Xuyên hận ma tộc đến mức muốn nghiền nát chúng thành từng mảnh. Hắn tiếp xúc với ma tộc từ rất sớm, lần tiếp xúc đầu tiên của hắn là tiếp xúc với ma tộc đại tồn tại quê nhà ở địa cầu, kẻ đó cũng chính người khiến Liễu Linh Linh chết. Kể từ lúc đó Liễu Linh Linh đã trở thành nỗi đau vĩnh viễn trong lòng hắn. Vì vậy Dương Bách Xuyên vừa hận vừa kiêng kỵ ma tộc. Từ lần đầu tiên tiếp xúc với ma đầu đại tôn, cho đến chân ma Vu Minh Tuyển của Thái Huyền Tông của tu chân giới, rồi đến cửu đại cổ tiên trấn áp ma hồn của Vô Gian Cốc, người sau so với người trước càng hung hãn hơn. Lúc Dương Bách Xuyên chống lại người trước,
khi đó tu vi hắn rất thấp, tuy rằng vài lần cũng đánh cho tên đại tôn kia chạy trối chết, nhưng lần nào cũng dốc cạn to ân lực, cuối cùng khiến Liễu Linh Linh vì đại tôn mà chết. Thậm chí cuối cùng bắt bộ Thanh Mai chạy trốn vào Sơn Hải Giới, tuy rằng sau đó này vẫn bị Dương Bách Xuyên tiêu diệt, nhưng từ trước tới nay ma tộc luôn là một bóng ma trong lòng Dương Bách Xuyên. Còn về hai người sau, Dương Bách Xuyên hoàn toàn không đối đầu trực tiếp với họ, mà là lão già ra tay, bởi vì hắn lúc đó không nắm chắc một trận nào. Cho nên giờ phút này khi Dương Bách Xuyên biết con trai thánh chủ U Linh là ma tộc thì trong lòng khẩn trương theo, dù sao chính tên tiểu tử này vừa mới hóa giải phá không gian của hắn bằng một kích, cứu thánh chủ U Linh một mạng. Trước mắt chiêu phá không gian là đòn công kích mạnh mất hắn có thể thi triển, nếu phá không gian mất đi hiệu nghiệm, Dương Bách Xuyên thật sự hoảng sợ. Nghiêm khắc mà nói phá không gian đã là kiếm kỹ vượt xa phạm vi tu chân, vì nó là kiếm pháp được tiên nhân thực sự để lại, từ sau khi tìm hiểu kiếm pháp này, đây là lần đầu tiên Dương Bách Xuyên thất thủ. Cho nên Dương Bách Xuyên cực kỳ kiêng kỵ con trai thánh chủ U Linh. Bên kia, trận chiến giữa Khổng Tước và Khoáng Tùy Phong sắp đi đến hồi kết, sau khi đột phá đại trận, mấy chục vạn đệ tử U Linh đô đối với Khổng Tước và Khoáng Tùy Phong chỉ như rau hẹ. Bởi vì tuy rằng số lượng đệ tử môn nhân U Linh chi đô những mấy chục vạn, nhưng là trong đó không có bao nhiêu cao thủ. Cao lắm là mấy tên tán tiên mà thôi, mà tán tiên tam chuyển cũng chỉ có 5-6 người, còn lại là tán tiên nhị chuyển và tán tiên nhất chuyển, đối với Khổng Tước và Khoáng Tùy Phong chỉ cần dùng một cái tát cũng đủ để đập chết tán tiên với số lượng lớn. Đệ tử U Linh chi đô cũng là chuyện giống vậy, không có tu sĩ cao giai áp trận, sau khi trận pháp bị phá vỡ. Trận chiến hoàn toàn biến thành một cuộc tàn sát một chiều. Việc giết sạch những đệ tử U Linh Chi Đô này chỉ là vấn đề thời gian. Lúc này đây Dương Bách Xuyên không đi ngăn đám đại yêu chém giết những tiểu tu sĩ kia, bởi vì sự xuất hiện của con trai thánh chủ U Linh, nói chính xác hơn là sự xuất hiện của một ma tộc đã khiến cho Dương Bách Xuyên hoàn toàn đánh mất lòng tin với toàn bộ U Linh, tình hình bây giờ có ai dám bảo đảm U Linh Chi Đô vẫn chưa bị ma tộc xâm nhập. Bởi vậy Dương Bách Xuyên thà giết lầm. Còn hơn bỏ sót, hắn không dại mà trừ lại đại họa cho mình, kinh nghiệm từ nhiều lần chịu thiệt nói cho hắn biết con đường tu chân vốn không tồn tại sự nhân từ, vì nhân từ với kẻ địch có nghĩa là không chịu trách nhiệm với chính mình. Chém giết không ngừng kéo dài, mỗi một giây, mỗi một phút đồng hồ trôi qua đều có đệ tử U Linh Chi Đô ngã xuống, nhưng Dương Bách Xuyên quan sát thấy thanh niên đối diện không thèm để ý điều đó chút nào, sau khi gã quát thánh chủ U Linh thì nhìn chằm chằm vào Dương Bách Xuyên. Mặc dù trong lòng Dương Bách Xuyên lúc này có điểm kiêng kỵ, nhưng hắn có thể thua người chứ tuyệt không thua trận, Dương Bách Xuyên không chút sợ hãi đón lấy ánh mắt người thanh niên đối đầu. Cả hai đấu mắt qua 10 hơi thở, không ai chịu lên tiếng trước. Đối mắt cũng là một loại đọ sức, Dương Bách Xuyên vẫn đang cố gắng chịu đựng, sau khi hắn đối diện với hai tròng mắt của thanh niên, hắn có cảm giác mình đang nhìn vào vòng xoáy hắc ám vô tận, nhìn vào núi xác biển máu, bất chi bất giác sau lưng hắn đẫm mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Ngay khi hắn cảm giác mình không thể kiên trì thêm nữa, lúc hắn rời ánh mắt đi thì nghe con trai thánh chủ U Linh nói cách khác là ma đầu rốt cuộc mở miệng. Chỉ nghe gã chậm rãi nói, ngươi, không phải hắn, bảo hắn đi ra. Một câu nói không đầu không đuôi khiến cho Dương Bách Xuyên sửng sốt, hiển nhiên những lời này là nói với hắn, nhưng có vẻ không phải, đột nhiên Dương Bách Xuyên nghĩ tới lão già. Dương Bách Xuyên mặc dù hơi ngờ vực cùng kinh hãi. Khinh hãi vì hắn không ngờ rằng người thanh niên này dường như biết trên người mình có lão già tồn tại, ngờ vực vì dường như hắn hoặc là nói lão già từng tiếp xúc với gã thanh niên này nhưng Dương Bách Xuyên không hề có chút ấn tượng gì. Nhưng sau khi Dương Bách Xuyên nghe được những lời này của thanh niên, trong lòng hắn chấn động, bởi vì hắn cảm nhận được, tên ma đầu đoạt xá con trai thánh chủ U Linh có vẻ kiêng kỵ mình, nói chính xác hơn là kiêng kỵ lão già. Vì vậy nên sau khi gã xuất hiện gã chỉ đấu mắt với mình chứ không lập tức động thủ. Điều này khiến lòng Dương Bách Xuyên an tâm phần nào, nhưng điểm mấu chốt là lão già đang bị tổn hại nguyên khí rất nặng vì trận chiến ở Vô Gian Cốc, giờ phút này ông đang trong trạng thái ngủ say, dù Dương Bách Xuyên có triệu hoán thì cũng là triệu hoán ra một lão già bất tỉnh. Dưới tình huống này, Dương Bách Xuyên cũng chỉ có thể giả bộ thâm trầm, không dám để lộ ra dấu hiệu ông ta không thể xuất hiện. Đối mặt với câu hỏi của thanh niên ma đầu, Dương Bách Xuyên thuận thế kéo ra hổ, ngược lại giả bộ ngạo mạn ngất trời, dùng ánh mắt và giọng điệu khinh thường hỏi, chỉ là một ma tộc đoạt xá mà thôi, ngươi không đáng để lão già nhà ta phải ra tay, lão già nhà ta mà ra tay e là diệt 100 tên như ngươi, Dương Bách Xuyên ta đủ để đối phó ngươi rồi,
ngươi là tiểu ma đầu ma tộc nào, còn không mau báo tên hộ, dưới tay Dương Bách Xuyên ta không giết hạng người vô danh. Lúc Dương Bách Xuyên nói chuyện trong lòng thực ra đang sôi trào, hắn rất rõ tên ma đầu đứng đối diện tuyệt đối không phải là hạng tầm thường vô danh tiểu tốt, lúc này hoàn toàn là cứng miệng bên ngoài, hy vọng có thể hù dọa đối phương, bởi vì hắn quan sát được trong ánh mắt tên ma tộc có sự kiêng kỵ, lúc này dùng không thành kế là biện pháp duy nhất. Nếu thực sự đối đầu trực diện, Dương Bách Xuyên không nắm chắc mình có thể chiến thắng ma đầu này. Ha ha, bản tôn coi như là người quen cũ của ngươi hoặc là nói người trên người ngươi, sao thế? Quên bản tôn rồi ư, bây giờ ngươi có thể gọi bản tôn là Minh Hóa hoặc là Ma Quân Vu Minh Tuyền. Tiểu tử ngươi không phải là đối thủ của bản tôn, bảo người trên người ngươi đi ra đi, bản tôn khinh thường việc đi ức hiếp một tiểu bối. Thanh niên rốt cuộc mở miệng. Nhưng vừa mở miệng báo lên danh hào khiến người ta khiếp sợ. Chân Ma Vu Minh Tuyền là tên lần trước đào tẩu khỏi tay lão già, giờ gặp lại gã trong thân xác đoạt xá thánh tử Minh Hóa U Linh Chi Đô, nên giờ gã đã có xác thịt. Nói vậy có nghĩa ma đầu này cũng chỉ là một ma hồn mà thôi, nhưng ma hồn có thể vượt ma phong ấn đầm chạm ma đàn Thái Huyền Tông, lại có thể đào thoát từ trong tay lão già, đủ để nói rõ ma đầu này có thủ đoạn. Sau khi có được xác thịt, thực lực so với trước kia càng thêm cường đại, gã luôn miệng nhắc tới người trên người mình, quả nhiên những gì Dương Bách Xuyên suy đoán không sai, Vu Minh Tuyền quả thật kiêng kỵ lão già, nếu không sợ là hắn đã sớm động thủ với mình, há có thể nghe được hắn nói khinh thường khi dễ tiểu bối. Dương Bách Xuyên biết giờ phút này ma đầu hẳn là không đoán được tình huống của lão già, cũng chính là một ít tình huống trên người mình, trong lời nói của gã tràn đầy sự thăm dò. Đối mặt với sự thăm dò của Vu Minh Tuyền, Dương Bách Xuyên biết lúc này mình cần phải làm chút gì đó, nếu không bị ma đầu này phát hiện lão già không thể xuất hiện, đến lúc đó e là hôm nay mình và đám đại yêu này đều biến thành điểm tâm của ma đầu. Nhưng quan trọng là lão già đang ngủ say, mà lúc này hắn muốn phóng thích ra khí tức mạnh mẽ đến có thể dọa lui ma đầu, nói nghe có vẻ dễ nhỉ. Nên là gì bây giờ? Đầu óc Dương Bách Xuyên nhanh chóng suy nghĩ. Rất nhanh trong đầu Dương Bách Xuyên nghĩ ra kế sách ứng đối. Ngoài miệng hắn ra vẻ không khách khí chút nào, mạnh miệng hù dọa Vu Minh Tuyền, hắn nhìn ra được lão ma đầu này cũng là kẻ hay nghi ngờ. Có thể sau lần trước bị lão già làm bị thương một lần, giờ phút này Vu Minh Tuyền đối mặt với Dương Bách Xuyên có chút sợ ném chuột vỡ bình. Trên thực tế Vu Minh Tuyền quả thật nghĩ như vậy, Vu Minh Tuyền đích thật cũng kiêng kỵ Dương Bách Xuyên, lần trước khi gã đi ra từ phòng ấn Thái Huyền Tông thì phát hiện trên người Dương Bách Xuyên xuất hiện khí tức vô cùng cường đại khác. Tuyệt đối không phải là khí tức của tiểu tu sĩ Dương Bách Xuyên. Bởi vậy Vu Minh Tuyền mới biết có một thần hồn cực kỳ mạnh mẽ tồn tại trên người Dương Bách Xuyên, tồn tại này cường đại đến nỗi khiến hắn đường đường là đại ma quân cũng phải khiếp sợ. Lần trước Vu Minh Tuyền tự mình cảm nhận thần uy của Dương Bách Xuyên lúc đó khiến gã suýt nữa hồn phi phách tán, nếu không phải gã là ma quân chi hồn của ma giới, cộng thêm có thủ đoạn bảo mệnh thì lần đó chắc chắn đã bị Dương Bách Xuyên hoặc là nói bị sự tồn tại cường đại trên người Dương Bách Xuyên hoàn toàn tiêu diệt. Vu Minh Tuyền biết rõ sự tồn tại trên người Dương Bách Xuyên, so với ma quân ma giới là gã còn cường đại hơn rất nhiều. Mà hiện tại ma hồn của gã chỉ vẻn vẹn là phân thân, tương đương với cấp bậc chân ma, giống với tiên nhân sơ cấp trong tiên giới, không phải là ma hồn ma quân thực sự. Hơn nữa, hiện tại vất vả lắm mới tìm được một thân thể phù hợp có thể chứa được ma hồn của gã, cơ thể này chỉ vừa mới ổn định lại nên gã càng không dám tùy tiện mạo hiểm, vì vậy sau khi gã nhìn thấy Dương Bách Xuyên, gã cũng không sốt ruột động thủ, bởi vì gã kiêng kỵ tồn tại cường đại trên người Dương Bách Xuyên vô cùng. Suy nghĩ trong lòng Vu Minh Tuyền thực sự giống những gì gã nói, gã khinh thường động thủ với tiểu bối Dương Bách Xuyên sao? Đương nhiên không phải, chỉ là kiêng kỵ Vân Thiên Tà trên người Dương Bách Xuyên mà thôi. Thực ra gã hận không thể dùng một tát đập chết Dương Bách Xuyên. Về phần thánh chủ U Linh cầu cứu, đích thật là như gã lúc trước nói, bởi vì Vu Minh Tuyền chiếm cứ cơ thể con trai thánh chủ U Linh Minh Hóa. Là một ma đầu cường đại, Vu Minh Tuyền tuy là ma nhưng cũng có nguyên tắc đối nhân xử thế của mình, gã đoạt xá cơ thể con trai thánh chủ U Linh, cứu thánh chủ U Linh một mạng, giống như lời gã nói là trả nhân tình, như vậy giữa gã với thánh chủ U Linh không nợ nần gì nhau nữa. Mà lúc này Vu Minh Tuyền chỉ nhìn thấy Dương Bách Xuyên, gã không cảm nhận được tồn tại cường đại xuất hiện trên người hắn, cho nên gã bắt đầu thăm dò, nếu tồn tại cường đại kia không xuất hiện hắn không ngại diệt luôn Dương Bách Xuyên. Lần trước bị thương nặng gã phải trả một cái giá rất lớn mới củng cố được ma hồn,
thậm chí đến bây giờ vẫn có tai họa ngầm tồn tại khiến cho dù hôm nay gã tìm được một thân thể cực âm đi nữa thì thực lực gã cũng giảm mạnh. Dương Bách Xuyên nhìn chằm chằm Vu Minh Tuyền, ngoài miệng hùng hổ nói, muốn chết à, vậy ta thành toàn cho ngươi. Trong lúc nói chuyện, Dương Bách Xuyên lật kiếm đồ long trong tay, làm ra tư thế muốn động thủ. Điều này làm cho Vu Minh Tuyền căng thẳng, gã sẵn sàng chạy trốn bất kỳ lúc nào. Có điều, lão ma đầu cũng là kẻ thành tinh, gã quan sát thấy Dương Bách Xuyên tuy rằng lật kiếm trong tay một chút, nhưng cũng không có động thủ, chỉ là làm dáng nhìn như muốn đánh mà thôi. Điều này khiến lão ma đầu Vu Minh Tuyền đột nhiên sửng sốt, gã rõ ràng là một nguyên thần, nếu nguyên thần tồn tại trên người người khác cho dù là thân thể đoạt xá, cũng có đủ loại hạn chế, mà nguyên thần không đoạt xá lại càng không thể tùy tiện ra tay. Cho nên Vu Minh Tuyền lập tức biết, Dương Bách Xuyên chỉ đang cố phô trương thanh thế mà thôi, trong lòng gã nhìn thấu Dương Bách Xuyên, gã bước ra một bước, khóe miệng mang theo ý cười nói, mối thù ngày đó, bản tôn vẫn còn nhớ rõ. Hôm nay muốn lĩnh giáo một chút thần thông trên người vị đại nhân đó lần nữa, người có thể khiến bản tôn bị thương, toàn bộ tu chân giới cũng không có mấy người, cũng là không biết vị đạo huynh sau lưng tiểu tử ngươi là người phương nào, nếu không đi ra, vậy bản tôn chỉ có thể mời hắn đi ra. Trong lúc Vu Minh Tuyền nói chuyện tay, gã vươn lên, đột nhiên cách không bổ một chảo về phía Dương Bách Xuyên, khẽ cười ha ha và nói, si mị truy hồn. Sau khi gã nói xong, bàn tay to lớn hắc khí đằng đằng của gã chộp lấy Dương Bách Xuyên. Mang theo những tiếng hu hu, như tiếng quỷ khóc sói tru, rất kinh khủng. Mà vào giờ khắc này sắc mặt Dương Bách Xuyên có chút khó coi, hắn ngàn vạn cẩn thận, giả bộ đại khí, giả bộ thâm trầm, làm bộ trên người có tồn tại cường đại, đúng là vẫn không thể giấu giếm qua ánh mắt của lão ma đầu này, bị gã nhìn ra manh mối, lần này gã không biết xấu hổ trực tiếp ra tay với hắn. Nhìn một ma trưởng khổng lồ to lớn chụp đến chỗ mình, cảm nhận được ma khí ngập trời vô biên, ra đầu Dương Bách Xuyên tê dại, giờ phút này hắn không còn cách nào khác chỉ có thể kiên trì chém Vu Minh Tuyền một kiếm. Phá không kiếm. Mặc dù biết một kiếm này của mình có thể không có bao nhiêu tác dụng đối với đại ma đầu Vu Minh Tuyền, nhưng Dương Bách Xuyên không có lựa chọn khác, hắn chỉ có thể kiên trì chém ra kiếm này. Lão già không thể xuất hiện chỉ có thể dựa vào chính hắn. Hù dọa thất bại có nghĩa là phải đối đầu chính diện với lão ma đầu. Thánh chủ U Linh đứng một bên nhìn Vu Minh Tuyền ra tay, trong ánh mắt thoáng hiện tinh quang, tuy rằng con trai ông ta bị đại ma đầu Vu Minh Tuyền đoạt xá, nhưng ông ta không có cách nào khác, bởi vì ông ta đã từng thấy sự cường đại của Vu Minh Tuyền, đó là ma đầu thực sự đến từ ma giới, vốn không phải là người mà thánh chủ tu chân giới như ông ta có thể đối kháng. Cho nên Vu Minh Tuyền đã sớm khuất phục, bây giờ ông chỉ hy vọng ma đầu Vu Minh Tuyền có thể chém chết Dương Bách Xuyên. Ông ta rất hận Dương Bách Xuyên, thủ lĩnh sát thủ và 20 tên cao thủ của Thánh Địa U Linh toàn bộ đều chết trong tay Dương Bách Xuyên. Lúc này mấy chục vạn đệ tử môn nhân càng là từng nhóm lớn bị đại yêu thủ hạ của Dương Bách Xuyên tàn sát. Thánh chủ U Linh biết U Linh chi đô của ông ta xong đời rồi. Cho nên ông ta hận chết Dương Bách Xuyên. Lúc này ma đầu Vu Minh Tuyền có thể ra tay chém giết Dương Bách Xuyên đối với Thánh chủ U Linh mà nói thực sự vui mừng quá đỗi. Dương Bách Xuyên xuất ra một kiếm, hắn dốc hết toàn lực thi triển ra một kích, kiếm khí màu vàng bổ về phía bàn tay ma khí khổng lồ của ma đầu Vu Minh Tuyền. Ầm ầm. Sau một tiếng nặng nề, ánh mắt Dương Bách Xuyên co rụt lại, hắn thấy một kích phá không kiếm của mình quả nhiên không thể đánh tan ma trưởng của Vu Minh Tuyền. Hơn nữa trong ngay lập tức hắn cảm nhận ma khí vô cùng cường đại đập vào mặt. Mặc dù nhìn thấy một kiếm của mình bổ vào ma trưởng của Vu Minh Tuyền khiến ma khí ảm đạm hơn rất nhiều, nhưng vẫn có một luồng ma khí yếu ớt nhanh như tia chớp xâm nhập vào người hắn. Rầm, phụt. Dương Bách Xuyên phun ra một ngụm máu lớn, cơ thể nặng nề lùi về phía sau 7-8 bước, để lại dấu chân sâu chừng lóng tay trên mặt đất, xung quanh dấu chân tràn đầy khe nứt. Lực lượng cường đại như thế vượt quá tưởng tượng của Dương Bách Xuyên, hắn không ngờ một kích của đại ma đầu lại cường hãn như vậy. Bây giờ hắn đường đường là tu vi đại thừa đại viên mãn lại thi triển ra kiếm khí của tiên gia nhưng vẫn không thể phá giải công kích của đối phương, khiến chính mình hộc máu bị thương nặng. Phụt! Dương Bách Xuyên dùng kiếm đồ long trong tay chống sâu vào mặt đất, thoáng cái hắn quỳ xuống bằng một đầu gối. Nếu không nhờ kiếm đồ long đâm đất giúp hắn ổn định thân thể sợ rằng giờ này hắn sớm đã bị đánh bay ra xa. Tướng công! Thánh chủ! Thánh chủ! Lúc này đám người khổng tước nhìn thấy lớn tiếng kinh hô, giờ khắc này cuộc chiến với mấy chục vạn đệ tử U Linh Chi Đô đã đến kết thúc.
Đám đại yêu nhìn thấy Dương Bách Xuyên bị thương, từng cái bay vào tới kinh hô. Còn Vu Minh Tuyền thì cười điên cuồng, đối mặt với bộ dáng chật vật hộc máu của Dương Bách Xuyên, Vu Minh Tuyền cười như điên như dại nói, ha ha. Xem ra vị đại nhân vật nào đó trên người ngươi hôm nay không rảnh nhỉ, như thế bản tôn sẽ cho tiểu tử Dương Bách Xuyên ngươi trở thành ma nô của bản tôn, ha ha. Khụ khụ. Dương Bách Xuyên ho khan hộc máu, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, nhưng ánh mắt hắn lạnh xuống, có một hình đóa hắc liên giữa hắn dần lóe lên, chợt lóe lên rồi lập tức biến mất. Thánh chủ, giết! Đám người Khổng Tước và Khoáng Tùy Phong bay vào tới, hô giết xông lên, muốn lao đến chỗ Vu Minh Tuyền. Chỉ là bị Dương Bách Xuyên giơ tay ngăn lại, nói, dừng tay. Khụ khụ. Dương Bách Xuyên lau vết máu nơi khóe miệng, nói với Khổng Tước và Khoáng Tùy Phong phía sau, đều lui hết ra, ta chịu thiệt thòi, chính ta đòi lại. Các ngươi lui ra đằng phía sau. Đối mặt với đại ma đầu Vu Minh Tuyền bực này, Dương Bách Xuyên biết rõ đám người Khổng Tước và Khoáng Tùy Phong chắc chắn không phải đối thủ của gã, không cần thiết để bọn họ liều mạng, bởi vì lúc này hắn đã có thủ đoạn đối phó Vu Minh Tuyền. Ngay lúc hắn hộc máu, trong đầu hắn vang lên âm thanh của nữ tử Hắc Liên, ngươi không phải là đối thủ của ma đầu, buông nguyên thần của ngươi ra, để ta tới giúp ngươi một tay. Lúc này Dương Bách Xuyên mới chợt nhớ tới, trong thức hải của mình có một thần hồn đệ nhất Hắc Liên của Hồng Hoang, chẳng qua Hắc Liên vẫn luôn ở trong thức hải chữa trị thần hồn của nàng ấy, rất ít ra mặt nên dễ dàng bị xem nhẹ. Giờ phút này, có lẽ là cảm nhận được Dương Bách Xuyên gặp nguy hiểm lớn nên nữ tử Hắc Liên chủ động lên tiếng trong đầu Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên nghe nàng ấy nói mà lòng chấn động, tinh thần phấn chấn lên, tuy rằng không biết linh hồn Hắc Liên rốt cuộc mạnh cỡ nào, nhưng hắn thiết nghĩ người có thể được xưng là liên tử đệ nhất Hồng Hoang cũng không phải hạng người đơn giản. Đối với Dương Bách Xuyên, thần hồn cường đại của linh hồn Hắc Liên là một bí ẩn, nàng ấy vẫn luôn ký túc trong thức hải Dương Bách Xuyên, nuôi dưỡng hạt sen đen giống như niết bàn. Trước kia quả thật Dương Bách Xuyên không cảm nhận được nàng mạnh cỡ nào, nhưng bây giờ lại cảm nhận được, dường như so với lão đầu tử, nàng ấy cũng không yếu hơn bao nhiêu. Nói đúng ra thì, linh hồn của Hắc Liên, Dương Bách Xuyên cho rằng đó là một người hoàn chỉnh hoặc là tu sĩ, chứ không phải linh hồn của Hắc Liên. Lần trước khi tiếp xúc với Hắc Liên, nàng ấy tự xưng là liên tử của đệ nhất Hắc Liên của Hồng Hoang, nhưng sau đó không hiểu vì sao sau khi Hắc Liên chết còn sót lại một viên liên tử. Nhưng Dương Bách Xuyên đã đoạt được nó ở bí cảnh Trường Bạch lúc ở trái đất. Sau này trong liên tử xuất hiện một nữ tử Hắc Liên, tự xưng là linh hồn của Hắc Liên, nhưng thật ra Dương Bách Xuyên cho rằng Hắc Liên căn bản không phải bảo vật quý giá gì mà là sự tồn tại của Hắc Liên tu đạo. Liên tử còn lại chính là một loại niết bàn trùng sinh, chẳng qua đã thiếu mất ký ức của kiếp trước. Theo lời nữ tử Hắc Liên nói, nàng ấy cần ở nhờ trong biển ý thức của Dương Bách Xuyên. Dựa vào khí tức nguyên thần của Dương Bách Xuyên để nuôi dưỡng thần hồn liên tử nhằm khôi phục ký ức kiếp trước. Thỏa thuận ban đầu giữa hai người là nàng ấy sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ nguyên thần của Dương Bách Xuyên, đôi bên cùng có lợi. Nàng ấy hiếm khi chủ động ra tay, lúc này có lẽ là cảm nhận được hơi thở từ đại ma đầu Vu Minh Tuyền, cũng phát hiện lão già không xuất hiện nên mới chủ động mở lời giúp đỡ Dương Bách Xuyên. Mặt khác, nếu Dương Bách Xuyên chết thì Hắc Liên cũng sẽ không còn nơi ở nhờ. Thế gian này không có người thứ hai có căn cơ nền tảng hoàn hảo như Dương Bách Xuyên, nguyên thần của hắn cũng đặc biệt, đối với Hắc Liên mà nói, nàng ấy đương nhiên sẽ không muốn Dương Bách Xuyên xảy ra chuyện gì, ít nhất thì bây giờ là vậy. Có Hắc Liên mở lời, Dương Bách Xuyên lại tràn đầy tinh thần, lập tức cảm thấy sức mạnh của nguyên thần tăng lên thấy rõ, chỉ cần sức mạnh của nguyên thần đủ mạnh thì việc thi triển phá không kiếm sẽ càng tăng khả năng thành công, ý nghĩa của phá không kiếm là một loại kiếm ý, không phải dựa vào chân nguyên. Chân nguyên ngược lại chỉ là phụ trợ. Sau khi sức mạnh của nguyên thần mạnh lên, kiếm ý thi triển ra cũng kéo theo cả sức mạnh của trời đất, Dương Bách Xuyên kỳ thực không biết gì về điều này. Sau khi hiểu được phá không kiếm, hắn vẫn luôn dựa vào chân nguyên là chính. Lúc này sau khi cảm nhận được sức mạnh nguyên thần mạnh mẽ truyền khắp cơ thể, Dương Bách Xuyên hỏi trong đầu, có phải muốn mượn cơ thể của ta không? Hắn còn tưởng rằng nữ tử Hắc Liên giống với sư phụ, cần mượn cơ thể của hắn để chiến đấu với Vu Minh Tuyền. Nào ngờ nữ tử Hắc Liên lại nói, không cần đâu, ngươi chỉ cần dùng phá không kiếm của ngươi đối phó với hắn ta là được rồi, dùng sức mạnh nguyên thần của ta giúp đỡ, ngươi có thể tự đối phó với hắn. Nhớ kỹ, căn nguyên chân chính của phá không kiếm của ngươi là sức mạnh của nguyên thần kéo theo sức mạnh của đất trời,
lấy sức mạnh nguyên thần của mình để khơi dậy sức mạnh của trời đất, đó mới là kỹ năng chiến đấu bậc cao. Lúc thi triển kiếm pháp hãy cẩn thận cảm nhận sức mạnh trong trời đất, thuận theo kiếm ý mà cảm nhận ngươi sẽ phát hiện ra ngoài linh khí trời đất thì còn có sức mạnh pháp tắc, đây là sức mạnh vận dụng sự ngộ ra đại đạo. Pháp tắc vô hình vô tướng, nhưng thực sự tồn tại, dụng tâm mà dùng, hoặc là nói dùng sức mạnh của nguyên thần để vận dụng mới có thể lĩnh ngộ được sự huyền bí của sức mạnh trời đất, mới nhận ra sức hấp dẫn thực sĩ của đại đạo. Tu chân chỉ mới là bước đầu để khám phá những bí ẩn của đại đạo, sức mạnh thực sự của trời đất là vô tận, pháp tắc là sức mạnh của tiên nhân, theo lý thuyết mà nói tu chân giới không thể với tới, chỉ có sau khi phi thăng thành tiên mới có thể lĩnh hội được nó. Người khá may mắn, cũng là thiên tài, có thể chạm đến ngưỡng cửa pháp tắc ở tu vi đại thừa là rất tốt rồi, nhưng vẫn còn cách xa sức mạnh pháp tắc thật sự vạn dặm. Nhưng cho dù vậy thì ngươi chạm tới ngưỡng cửa của sức mạnh pháp tắc cũng đã vượt qua nhiều tu sĩ khác rồi, đợi ngươi đột phá phi thăng cảnh, tiếp xúc với sức mạnh pháp tắc thực sự thì có thể trở thành tu sĩ bất khả chiến bại ở tu chân giới. Nghe thấy giọng nói của nữ tử Hắc Liên giảng cho hắn về sức mạnh pháp tắc, trong lòng Dương Bách Xuyên vô cùng hưng phấn. Hắn quả thực ngộ ra phá không kiếm từ một trong ba cột đá của khu thứ nhất ở rừng ngộ đạo, đó chính là dấu vết mà tiên nhân cổ xưa để lại, thật sự là sức mạnh của tiên gia. Nói cách khác, đó là dấu vết của sức mạnh pháp tắc chân chính. Chẳng qua trước đó hắn không biết gì về sức mạnh pháp tắc nên sư phụ cũng không nói chi tiết cho hắn biết. Trong khu thứ hai của rừng ngộ đạo cũng có dấu vết của sức mạnh pháp tắc, theo lời sư phụ nói, đó là do ông ấy lưu lại khi giác ngộ tán tiên. Bây giờ Dương Bách Xuyên nghĩ tới cùng là sức mạnh pháp tắc, giữa giác ngộ tán tiên và sức mạnh của tiên nhân chân chính cũng có khác biệt nhất định. Nghe ý tứ của Hắc Liên, người tu chân không đủ tư cách tu luyện sức mạnh pháp tắc chân chính, chỉ sau khi trở thành tiên nhân mới có thể tiếp xúc, mà hắn đánh bậy đánh bạ ngồi thiền dưới trụ kiếm ngân của rừng ngộ đạo suốt 40 năm lại có thể ngộ ra được sức mạnh pháp tắc. Không đúng, chỉ là chạm tới ngưỡng cửa của sức mạnh pháp tắc mà thôi. Nhưng cho dù vậy thì cũng được Hắc Liên khen là thiên tài rồi. Nghe những lời này, Dương Bách Xuyên vẫn cảm thấy rất hưởng thụ. Trước giờ sư phụ chưa bao giờ khen hắn, không mắng hắn là may rồi. Bây giờ trong biển ý thức xuất hiện một nữ tử Hắc Liên khen ngợi hắn, khiến Dương Bách Xuyên cảm thấy như muốn bay lên trời, cảm giác này thật sự quá tuyệt vời. Nghĩ kỹ thì sự tồn tại của Hắc Liên cũng không khác lão già là mấy, đều là sự tồn tại cường đại trong cơ thể hắn. Đương nhiên lão già đã trở thành sư phụ hắn, nữ tử Hắc Liên thì không phải sư phụ. Nhưng nữ tử Hắc Liên cũng đã truyền thụ cho hắn thần thông chiến kỹ, thời điểm quan trọng còn ra mặt giúp hắn, không khác gì với sư phụ. Điều này khiến Dương Bách Xuyên cảm thán trong lòng, đều là nhân vật mạnh mẽ, sao giữa người và người lại có khoảng cách lớn như vậy chứ? Dù trong lòng nghĩ vậy nhưng Dương Bách Xuyên vẫn hỏi ra nghi ngờ của mình, theo ý của ngươi thì chỉ có tiên nhân mới có thể tu luyện sức mạnh pháp tắc. Chỉ sau khi phi thăng mới có thể nắm giữ sức mạnh pháp tắc sao? Nữ tử Hắc Liên đáp, cũng không hẳn. Về mặt lý thuyết thì chỉ sau khi phi thăng thành tiên mới có thể tiếp xúc với sức mạnh pháp tắc, nhưng thế gian này có hàng ngàn hàng vạn người tu luyện, sẽ luôn có những thiên tài ngộ tính nghịch thiên như ngươi, trong thời kỳ tu chân đã có thể tiếp xúc hoặc làm chủ một số sức mạnh mạnh mẽ của trời đất. Ví dụ như sức mạnh pháp tắc. Bởi vì tán tiên là cơ thể nguyên thần không có sự ràng buộc của thể xác nên càng gần gũi với tự nhiên hơn hoặc là nói dễ dàng ngộ được sức mạnh của đất trời. Bình thường tán tiên bậc 3 là có thể tiếp xúc với sức mạnh pháp tắc, đương nhiên cũng chỉ là số ít, chỉ khi đạt tới tu vi tán tiên bậc 4 mới có thể thật sự sử dụng sức mạnh pháp tắc. Bởi vì dựa theo cấp bậc tu vi, tán tiên bậc 4 tương đương với tiên nhân sơ cấp, cho nên sau này ngươi phải cẩn thận với các tán tiên bậc 4. Trong lúc hai người đang đối thoại trong đầu, Dương Bách Xuyên cũng không dừng lại, phất tay ngăn cản đại yêu phía sau, nhìn chằm chằm đại ma đầu Vu Minh Tuyền đang từng bước đi về phía mình, động thủ. Phá không kiếm chạm. Vẫn là một thanh kiếm. Nhưng sau khi chém ra còn có thêm sức mạnh của Hắc Liên bên trong, lúc xuất kiếm hắn dựa theo chỉ điểm của nữ tử Hắc Liên, vận dụng sức mạnh nguyên thần, cẩn thận cảm nhận sức mạnh trong trời đất, hay nói cách khác chính là sức mạnh pháp tức, dùng sức mạnh nguyên thần để cảm nhận. Lần xuất kiếm này quả thực có khác biệt, hắn dùng sức mạnh nguyên thần để cảm nhận, dường như phát hiện ra một thế giới hoàn toàn mới. Trong cảm nhận của Dương Bách Xuyên, nếu sức mạnh do chân nguyên dẫn động ra trước kia chính là linh khí của trời đất, nếu ví nó như một biển sức mạnh thực chất hóa thì hắn đang chiến đấu trong biển linh khí đó bằng cách dùng một cái muôi múc nước.
Còn bây giờ dùng sức mạnh nguyên thần để tìm hiểu cổ kiếm tiên ý, hắn còn cảm nhận được thêm một biển sức mạnh của các vì sao, tuy là sự tồn tại hư ảo, nhưng đang thật sự tồn tại, hắn có thể tự do bay lượn tùy thích trong biển sao này, hóa thân hòa mình vào biển sao này, biến mình thành kiếm. Khi xuất kiếm đã dùng sức mạnh của biển sao. Sức mạnh này quả thực khác hẳn với chân nguyên. Đây là sức mạnh pháp tắc. Đương nhiên đúng như lời nữ tử Hắc Liên nói, bây giờ hắn chỉ có thể chạm tới ngưỡng cửa của sức mạnh pháp tắc, cùng lắm cũng chỉ có thể hóa thành một ngôi sao nhỏ trong biển sao to lớn này. Có thể tưởng tượng được sau này hắn càng lĩnh ngộ và sử dụng sức mạnh pháp tắc nhiều hơn thì thực lực của hắn sẽ càng mạnh mẽ. Còn đại ma đầu Vu Minh Tuyền lúc này còn tưởng Dương Bách Xuyên chỉ là một tên ngốc, sau khi bị gã đả thương thẹn quá hóa giận không để các đại yêu giúp đỡ mà tiếp tục dùng kiếm chém về phía gã. Gã cho rằng đây chỉ là sự giãy giụa của Dương Bách Xuyên mà thôi. Gã giễu cợt nói, đúng là một con kiến không biết tự lượng sức, bổn tôn chính là ma quân danh tiếng lẫy lừng ở ma giới, cho dù bây giờ ma hồn bị phân tán, lạc vào tu chân giới, nhưng cũng không phải người mà con kiến như ngươi có thể khiêu chiến. Bây giờ, bổn tôn sẽ khiến ngươi sống không bằng. À, sao có thể, ngươi, sao vẫn còn một sự tồn tại mạnh mẽ như vậy? À, đại ma đầu Vu Minh Tuyền vốn rất tự tin luôn miệng gọi Dương Bách Xuyên là con kiến, không quan tâm đến một kiếm của Dương Bách Xuyên, bởi vì vừa gã trở tay là có thể hóa giải kiếm khí của hắn. Nhưng vào lúc Vu Minh Tuyền đang không để ý đến kiếm của Dương Bách Xuyên, vẫn luôn cười nhạo hắn, chuẩn bị giơ tay đập nát kiếm của hắn. Không ngờ vừa mới tiếp xúc gã liền cảm thấy không đúng, bởi vì sức mạnh ẩn chứa trong thanh kiếm này vượt xa sức mạnh trước đó. Lúc này muốn tránh cũng không kịp rồi, bàn tay giơ lên trực tiếp bị chặt đứt, gã mới bắt đầu cảm thấy sợ. Đại ma đầu không ngờ trên người Dương Bách Xuyên còn có Hắc Liên, nếu biết gã tuyệt đối không dám ra tay với Dương Bách Xuyên. Vừa mới tiếp xúc với thanh kiếm này mới phát hiện khí tức của nó không đúng, đây chắc chắn không phải sức mạnh của Dương Bách Xuyên. Càng không phải khí tức gã gặp phải lần trước, cho nên mới hoảng sợ hết lên, sao vẫn còn một người khác tồn tại vậy? Sau khi bị Dương Bách Xuyên dùng kiếm chặt đứt một tay, đại ma đầu kinh sợ không ngừng lùi về sau mấy trăm thước, nhìn Dương Bách Xuyên với ánh mắt sợ hãi, ngươi! Tiểu tử ngươi rốt cuộc vì sao lại có được hai sức mạnh cường đại? Bảo vệ! Lúc này Dương Bách Xuyên không rảnh nói nhảm với gã, trực tiếp giơ kiếm lên, bây giờ phải dùng sức mạnh của Hắc Liên để chém chết đại ma đầu này. Nếu không sau này nhất định sẽ để lại họa lớn. Chém. Một kiếm chém tới. Dẹt. Ngay sau đó Dương Bách Xuyên lập tức sửng sốt, phát hiện đại ma đầu cách đó vài trăm thước trực tiếp bị hắn chém thành hai nửa. Dễ dàng như vậy chắc chắn không ổn. Cho dù lúc này có Hắc Liên giúp đỡ nhưng Dương Bách Xuyên vẫn không tin mình có thể giết đại ma đầu một cách dễ dàng như vậy. Quả nhiên ngay sau đó hắn nhìn thấy cơ thể của đại ma đầu Vu Minh Tuyền đã bị hắn chém thành hai nửa trực tiếp biến mất, không để lại một giọt máu nào. Đó rõ ràng là một loại thuật thoát thân nào đó. Trên bầu trời lập tức truyền đến giọng nói tức giận của đại ma đầu Vu Minh Tuyền, tiểu tử Dương Bách Xuyên, dù ngươi là ai, bổn tôn thề lần sau gặp lại nhất định sẽ luyện hóa ngươi thành ma nô của bổn tôn. Giọng nói nhỏ dần. Dương Bách Xuyên thở dài trong lòng. Nhưng biết những đại ma đầu như Vu Minh Tuyền không dễ giết như vậy, nếu gã muốn chạy trốn thì hắn thật sự giữ không nổi. Đại ma đầu không chút do dự bỏ chạy là vì tính cách thận trọng của gã, tuyệt đối sẽ không làm việc mạo hiểm. So với Dương Bách Xuyên liều chết, gã còn có chuyện quan trọng hơn phải làm, không đáng phải cương với hắn, còn về sống chết của Thánh Địa U Linh gã còn lâu mới quan tâm. Đây là cách làm việc của đại ma đầu, trước giờ luôn làm theo ý mình, không bận tâm điều gì. Thánh chủ U Linh thấy đại ma đầu chạy thoát cũng không chút do dự bỏ chạy. Nhưng Dương Bách Xuyên sẽ bỏ qua cho ông ta sao? Không giữ được đại ma đầu Vu Minh Tuyền, nhưng chẳng lẽ có Hắc Liên trợ giúp mà còn không giữ được một thánh chủ U Linh sao? Dương Bách Xuyên giơ kiếm lên, kiếm khí tập trung vào thánh chủ U Linh, không chút do dự chém xuống. Phá không? A! À, cách xa hàng ngàn mét vang lên một tiếng hét, cơ thể của thánh chủ U Linh rơi xuống đất. Dương Bách Xuyên khẽ động, giây tiếp theo đã xuất hiện bên cạnh thánh chủ U Linh, nhìn thấy giữa trán ông ta xuất hiện một cái lỗ máu, bị kiếm của hắn chém chết. Có Hắc Liên giúp đỡ, hơn nữa còn chỉ điểm, phá không kiếm của Dương Bách Xuyên lúc này xem như thật sự chạm tới cánh cửa của sức mạnh pháp tắc, có uy lực cơ bản của nó, đến đại ma đầu Vu Minh Tuyền cũng không thể ngăn cản, bị Dương Bách Xuyên chém đứt một tay, thánh chủ U Linh đã bị phản phệ bị thương càng khó mà cản được,
bị Dương Bách Xuyên giết chết cũng rất bình thường. Trước khi được Hắc Liên chỉ điểm, Dương Bách Xuyên đều dùng chính chân nguyên của mình để kích hoạt phá không kiếm, sức mạnh nguyên thần chỉ là phụ trợ, bây giờ thì ngược lại. Theo chỉ điểm của Hắc Liên, Dương Bách Xuyên đã tiếp xúc được với sức mạnh pháp tắc, bây giờ nghe theo chỉ dẫn của Hắc Liên, lấy sức mạnh nguyên thần làm chính, chân nguyên phụ trợ để thi triển phá không gian, sức mạnh mạnh mẽ hơn gấp mấy lần. Phá không kiếm bây giờ đã hoàn toàn thăng cấp, Dương Bách Xuyên được lợi rất nhiều. Nhìn thấy Thánh chủ U Linh ngã trên đất, ánh mắt Dương Bách Xuyên không chút dao động, còn đang đối thoại với Hắc Liên trong đầu. Hắc Liên, cảm ơn. Không cần, chúng ta cùng có lợi, ta ở trong biển ý thức của ngươi được nguyên thần của ngươi nuôi dưỡng nên đã hồi phục không ít, bình thường không giúp được gì cho ngươi, chỉ có thể ra tay với thần hồn. Còn về sức mạnh pháp tắc thì đó là cơ duyên của ngươi, sau này tiếp tục tìm hiểu. Nếu có thể tiến thêm một bước thì lần sau gặp phải đại ma đầu cũng có thể đánh bại hắn bằng chính sức mạnh của ngươi. Giọng điệu của Hắc Liên vẫn giống như trước, không có chút cảm xúc nào, nhưng Dương Bách Xuyên lại rất cảm động. Dù nói thế nào thì hôm nay vẫn phải cảm ơn ngươi. Đúng rồi, sau này ta có thể tìm ngươi thỉnh giáo chuyện tu luyện không? Dương Bách Xuyên cuối cùng cũng nói ra lời muốn nói nhất trong lòng. Theo cảm nhận của hắn, Hắc Liên cũng bí ẩn không khác gì sư phụ hắn. Đương nhiên có thể, Hắc Liên dường như không giỏi biểu đạt, quý chữ hơn vàng. Cảm ơn, Dương Bách Xuyên cũng cảm thấy mình không thể tiếp tục trò chuyện với Hắc Liên được nữa, sau khi nói cảm ơn cũng không nói thêm gì. Dù sao thì chân thân của Hắc Liên, liên tử Hắc Liên đều nằm trong biển ý thức của hắn, nàng ấy sẽ không chạy mất được, sau này có việc gì lại đi hỏi là được rồi. Trước mắt phải xử lý chính sự đã. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 129.